Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 63. Lục đạo nói xong câu này, hắn đã biến mất tại chỗ. Nhưng rất nhanh, hắn lại xuất hiện trước mặt Dương Diệp, chỉ có điều, sắc mặt của lục đạo biến thành khó coi. Thánh địa phái người đã thông đường hầm không gian, phái hai chí cường giả tới, sau đó bọn họ mang đi Đinh Nha Đầu, còn có Tiểu Giao. Nếu như không phải ta trở về nhanh, Tô Nha Đầu và Hiểu Nha Đầu cũng bị bắt đi. Lục đạo trầm giọng nói. Bọn họ trước khi đi nói, muốn cứu Đinh Nha Đầu cùng muội muội của ngươi, ngươi nhất định phải tiến về thánh địa, phải mang theo trấn giới thạch. Nghe được lục đạo nói thế, trong mắt Mục Thanh Phong sinh ra khiếp sợ và hoảng sợ. Xem ra, ta quá ngây thơ. Dương Diệp thở ra một hơi thật dài, nói. Thánh địa rất tốt, phi thường tốt. Dương Diệp nói chuyện rất bình tĩnh, nhưng người chung quanh lại cảm thấy hàn ý bao phủ sống lưng. Thì ra thánh địa muốn chúng ta tiêu diệt huyền giả đại lục. Lúc này, lão giả áo đen nói. Hai vị, các ngươi bị thánh địa lợi dụng, chúng ta cũng bị thánh địa lợi dụng, nếu chúng ta tàn sát lẫn nhau theo chân tướng, chẳng phải sẽ làm thánh địa nguyện. Chúng ta bây giờ rời khỏi huyền giả đại lục, các ngươi thấy thế nào? Sát! Nói chuyện là Dương Diệp, nắm tay giảng hòa, đừng nói giỡn, hiện tại có Mạc lão cùng lục đạo ở đây. Đương nhiên bọn họ muốn lựa chọn nắm tay giảng hòa, một khi thả bọn họ trở về, tuyệt đối là thả hổ về rừng, hơn nữa lần sau lại xuất hiện huyền giả nghịch loại, cũng không phải chỉ vài chục người, mà là hơn vạn người. Với hắn mà nói, thánh địa là địch nhân, huyền giả nghịch loại cũng là địch nhân. Mạc lão cùng lục đạo không do dự ra tay. Các ngươi thật cho rằng chúng ta sợ các ngươi sao? Hôm nay giết các ngươi, ta sẽ huyết tẩy cả huyền giả đại lục. Lão giả áo đen gầm lên giận dữ, sau đó từng tiếng nổ lớn vang vọng chân trời. Dương Diệp. Mục Thanh Phong nhìn Dương Diệp, trong mắt có khiếp sợ, có hoảng sợ, cũng có đề phòng. Dương Diệp khoát khoát tay, nói. Ngươi đi đi. Ngươi không giết ta. Trương mắt Mục Thanh Phong sinh ra một tia kinh ngạc. Ngươi biết ý đồ chân chính của thánh địa không? Dương Diệp hỏi Mục Thanh Phong. Mục Thanh Phong lắc đầu, nói. Bọn họ bảo ta tới cầu hòa, hiện tại xem ra, mục đích của bọn họ không phải cầu hòa, mà là muốn lợi dụng phần tình nghĩa của Bái Nguyệt Điện và ngươi để lừa gạt. Nếu như không phải huyền giả nghịch loại xuất hiện ở chỗ này, hiện tại ngươi đã tới thánh địa, mà khi đó, thân nhân của ngươi cũng nằm trong tay của bọn họ, cho dù bọn họ không giết ngươi, cũng sẽ áp chế ngươi làm việc cho bọn họ. Trở về giúp ta mang câu nói cho thánh địa, tự nói ta sẽ đi thánh địa, rất nhanh sẽ tới. Còn có. Nếu như Tiểu Giao cùng Thược Dược có một đinh chút ngoài ý muốn, nói cho bọn họ biết, ta sẽ so huyền giả nghịch loại càng huyền giả nghịch loại, tin tưởng ta, ta sự tình gì đều làm ra đến. Dương Diệp hai mắt nhắm, cường đại kiếm ý không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn ra, chấn không gian rung rung. Mục Thanh Phong nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó thấp giọng thở dài, nói. Ta không nghĩ tới lại xảy ra chuyện thế này, thực xin lỗi. Nói xong, Mục Thanh Phong rời đi. Lúc này, chiến đấu đã chấm dứt. 15 tên huyền giả nghịch loại đã tử vong. Tuy những huyền giả nghịch loại này có thực lực rất mạnh, đặc biệt là lão giả áo đen. Nhưng tại sao bọn họ không phải là đối thủ của Mạc lão cùng lục đạo? Mạc lão và lục đạo chính là nhân vật cấp bậc như Hà Chí Tôn. Dương Diệp thu thập thi thể của huyền giả nghịch loại lại, sau đó nhìn về phía đám người nhân ngư tộc. Nhân ngư tộc hiện tại trừ Thiên Lan, tất cả mọi người còn lại đều thi lễ với Dương Diệp, nói. Đa tạ ân cứu mạng của kiếm chủ. Dương Diệp gật đầu, ánh mắt hắn nhìn lên người Thiên Lan, đương nhiên hắn nhận ra nữ nhân trước mắt, nữ nhân này trước kia tặng cho hắn thủy phách, nhưng nàng khi đó rất yếu. Ngươi là người U Minh Điện, có quan hệ gì với Minh Nữ? Dương Diệp hỏi. Tử địch. Thiên Lan nói. Vì cái gì? Dương Diệp nhíu mày. Thiên Lan nói. Không thể nói cho ngươi biết. Dương Diệp gật đầu, nói. Ngươi bây giờ có tính toán gì không? Giết huyền giả nghịch loại, báo thù. Thiên Lan nói. Theo ta quay lại cổ vực thành, như thế nào? Dương Diệp nói. Thiên Lan lắc đầu, nói. Ta muốn thủ tại chỗ này, bằng không huyền giả nghịch loại đi ra, hải tộc chúng ta sẽ chết nhiều người hơn nữa. Dương Diệp nói. Ngươi nói có lý. Nói đến đây, Dương Diệp nhìn về phía Mạc lão cùng lục đạo, nói. Mạc lão. Lục tiền bối,
các ngươi có thể hủy diệt truyền tống trận đi thông tới thánh địa không? Lục đạo lắc đầu, nói. Trận pháp này do Chí Cường Giả Thiên Ngoại Thiên ngày xưa đã thông tới Huyền Giả Đại Lục, bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc, không phải ta bây giờ có thể phá hủy, trừ phi ta khôi phục thực lực đỉnh phong. Dương Diệp trầm ngâm nửa ngày, nói. Rời cổ vực thành đến đây, về sau, hải tộc chính là cửa ải đầu tiên của Huyền Giả Đại Lục, cũng là cửa ải cuối cùng, muốn sống cùng sống, phải chết cùng chết. Đa tạ kiếm chủ. Bên cạnh, người nhân ngư tộc lập tức bái tạ Dương Diệp. Bởi vì hải tộc không thể di chuyển cả tộc tới cổ vực thành, mà một khi huyền giả nghịch loại đi ra, người gặp nạn đầu tiên chính là hải tộc. Mà bây giờ, Dương Diệp lại di chuyển cổ vực thành đến nơi đây, vậy thì chứng minh Dương Diệp cùng tiến cùng lui với hải tộc. Lục đạo và Mạc lão cũng gật gật đầu, đồng ý quyết định của Dương Diệp. Dương Diệp rời cổ vực thành đến đây, thứ nhất có thể bảo hộ hải tộc, thứ hai cũng hạ quyết tâm đập nồi dìm thuyền. Giữ vững vị trí hải tộc ở đây, mọi người có thể sống. Thủ không được, tất cả mọi người cùng chết, bởi vì nơi này là của thứ nhất, cũng là cửa ải cuối cùng, cho nên, một ít cường giả ẩn nấp đều đi ra hỗ trợ, bởi vì không giúp thì nơi này sẽ thất thủ, khi đó đại biểu cả đại lục thất thủ, mọi người cũng không sống được. Thiên Lan liếc mắt nhìn Dương Diệp, không nói gì. Ta và Mạc lão sẽ đi cùng ngươi tới thánh địa. Lúc này, đột nhiên Lục đạo nói. Dương Diệp lắc đầu, nói. Nơi này có Mạc lão cùng Lục tiền bối tọa trấn mới có thể thủ được, nếu như các ngươi không ở đây, nơi này có khả năng thất thủ. Ta biết rõ các ngươi lo lắng cái gì, các ngươi yên tâm, tuy ta hiện tại càng muốn đổ sát thánh địa hơn cả huyền giả nghịch loại, nhưng ta sẽ không xúc động, sẽ không sằng bậy. Lục đạo nói, tình huống cũng không có hỏng bét như vậy, thánh địa bắt đi tiểu giao cùng đinh nha đầu, mục đích quan trọng nhất là đoạt lại trấn giới thạch, hơn nữa còn muốn uy hiếp ngươi, muốn ngươi. Hoặc phải nói là muốn huyền giả đại lục dốc sức liều mạng vì bọn họ. Cũng có thể nói thành là hợp tác, chỉ có điều, lúc này bọn họ đã nắm quyền chủ động trong tay. Mạc lão nói, ta sẽ không tán thành liên hợp với thánh địa, liên hợp với bọn chúng, huyền giả đại lục chúng ta sẽ biến thành pháo hôi. Bất kể là huyền giả nghịch loại hay với thánh địa, chúng ta không phải là đối thủ. Tóm lại, huyền giả đại lục chúng ta gặp tình cảnh không xong, ngươi làm việc. Tuyệt đối muốn nghĩ trước làm sau, bằng không sẽ chết rất nhiều người. Dương Diệp gật đầu, nói. Yên tâm, lần này đi thánh địa, ta sẽ làm việc cẩn thận. Đám người Thanh Thi và Vũ Tịch phải làm phiền Mạc lão cùng Lục tiền bối trông nom. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại, thân hình khẽ động, hắn biến mất ở phía chân trời. Vì sao ngươi không đi theo hắn? Dương Diệp đi rồi, Lục đạo nói. Hắn chính là cơ hội duy nhất của phiến đại lục này. Mạc lão nói. Lục đạo nói. Ta biết ngay, ngươi khẳng định biết rõ trên người hắn có kiện bảo vật kia. Mạc lão nói. Rốt cuộc bảo vật đó là gì, vì sao nhiều người lúc trước lại tranh đoạt như vậy? Lục đạo lắc đầu, nói. Rốt cuộc là cái gì thì ta cũng không biết, nhưng thiếu gia sẽ biết. Tóm tại bất kể là cái gì, như lời người nói. Cái nó là cơ hội duy nhất giúp chúng ta rời khỏi thế giới này. Ai, kỳ thật, đối với tiểu thiếu gia này, ta tương đối hài lòng, thiên phú chắc tuyệt, tuy đặt ở Dương gia không coi vào đâu, nhưng có thể đạt tới trình độ này trong thế giới hiện tại đã tính tà không tệ. Đáng tiếc tính cách của hắn mà không thay đổi, chỉ sợ ngày sau sẽ nếm mùi đau khổ, không nói Dương Diệp điên cuồng, cho dù huyền giả nghịch loại lại thiên ngoại thiên cũng đủ làm hắn ăn đau khổ. Người trẻ tuổi, không có tâm huyết. Không có phong mang thì không gọi là người trẻ tuổi. Mạc lão nói, từ trẻ tuổi tới trưởng thành đều cần quá trình, cần có thời gian lắng đọng. Về phần đau khổ, trong mắt của ta, người trẻ tuổi nên ăn nhiều đau khổ mới tốt, mới có lợi, không phải sao? Lục đạo cười cười, nói, không nói những việc này, về sau chúng ta nên cảnh giác một ít, không nên để thánh địa lợi dụng sơ hở, bằng không ta không biết tiểu thiếu gia sẽ làm ra chuyện điên cuồng gì. Dường như ngươi không lo lắng cho hắn. Mạc lão nói. Tuy tính cách của hắn xúc động một ít, nhưng hắn không ngốc. Nên lo lắng là thánh địa, hắn điên cuồng còn khủng bố hơn huyền giả nghịch loại nhiều. Lục đạo nói. Người Dương gia đều là tên điên hay sao? Mạc lão lại hỏi. Sắc mặt Lục đạo ngưng trọng, nói. Đâu chỉ là điên, quả thực là quá điên cuồng. Chấm chấm chấm. Dương Diệp đi vào thánh địa. Hắn cũng không có trực tiếp đi thánh đường, hiện tại đi thánh đường chẳng những không thể cứu Đinh Thực Dược cùng Tiểu Giao,
còn có thể góp cả bản thân hắn vào, hắn không có ngu như vậy. Dương Diệp gọi kiếm linh ra, nói. Có thể luyện thi thể huyền giả nghịch loại thành kiếm nô hay không? Hắn giao thi thể huyền giả nghịch loại lúc trước cho kiếm linh, hiện tại kiếm linh đã có tự chủ, đương nhiên phải giao việc luyện chế kiếm nô cho nàng. Kiếm linh gật đầu, nói. Ta đầu tiên nói trước, nếu ngươi hiện tại giết vào cổ thánh thành, ta chỉ có thể nói chúng ta gặp lại, ta sẽ không đi chịu chết cùng ngươi. Có biện pháp nào có thể che đậy kín khí tức trên người ta hay không, không cho người thánh địa phát giác? Dương Diệp hỏi. Sử dụng kiếm vực. Kiếm linh nói. Dương Diệp trầm giọng nói. Tuy ta tăng lên 2 cảnh giới, gia tăng 100 năm tuổi thọ, nhưng ta có thể sử dụng kiếm vực sao? Hắn cũng không quên, hắn chỉ dùng một lúc đã tiêu hao mấy trăm năm tuổi thọ. Đồ đần, ta không có bảo ngươi sử dụng kiếm vực đối địch, ngươi chỉ cần thi triển kiếm vực bao phủ toàn thân mình là được, không dùng để đối địch, cũng không mượn pháp tắc đối địch, như vậy, tuổi thọ của ngươi không biến mất. Kiếm linh nói, như vậy có thể. Dương Diệp nhíu mày, ta lừa ngươi có lợi sao? Kiếm linh có phần tức giận. Dương Diệp đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên, phía chân trời đánh úp lại mấy đạo lưu quang, rất nhanh, ba người xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cầm chặt cổ sao, bởi vì ba người này là người thánh địa, hơn nữa một người trong đó là đối thủ cũ của hắn, Huyền Minh. Dương Diệp, ngươi cũng có hôm nay a hát. Huyền Minh cười nói đầy khoái ý. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao? Hiện tại ngươi lợi hại cho ta xem. Ngươi hung hăng càn quấy cho ta xem một chút đi. Ân, tại sao ngươi không nói chuyện? Ngươi câm sao? Ngươi có phải bị câm hay không? Ngươi nói đi, tại sao ngươi không nói gì? Ha ha! Ông! Một đạo kiếm minh vang vọng không gian, sau khi kiếm quang lóe sáng, Dương Diệp đã xuất hiện sau lưng Huyền Minh. Huyền Minh im lặng. Thân thể Huyền Minh cứng ngắc tại chỗ, trong mắt hắn đầy thần thái không thể tin được, bởi vì ngực của hắn xuất hiện một lỗ thủng, kiếm ý cường đại đã phá hủy tất cả sinh cơ trong cơ thể hắn. Chết! Chính mình chết! Hắn làm sao dám? Hắn làm sao dám? Huyền Minh đến bây giờ vẫn không tiếp nhận sự thật là mình đã chết, hắn cho rằng Dương Diệp lúc này phải khúm núm với thánh địa, hết sức cầu xin tha thứ, bởi vì muội muội và nữ nhân của hắn đang nằm trong tay thánh địa. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới chủ động tới đây gặp Dương Diệp. Hắn muốn xem Dương Diệp chịu nhục, muốn xem đối phương cầu xin tha thứ, xem đối phương sống không bằng chết. Hắn rất hận Dương Diệp, có thể nói hắn là kẻ hận Dương Diệp nhất thánh địa. Dương Diệp không chỉ có giết sư huynh của hắn, còn nhiều lần suýt giết hắn, mà hắn cũng bởi vì Dương Diệp mà bị người thánh địa cười nhạo, nói sư huynh đệ hắn đường đường bán thánh, thậm chí còn không bắt được một hoàng giả cảnh. Dương Diệp không chỉ giết sư huynh của hắn, còn làm hắn mất hết mặt mũi, hắn không lúc nào không nghĩ trả thù Dương Diệp, nghĩ muốn Dương Diệp sống không bằng chết. Trước khi đến, hắn đã nghĩ kỹ vô số biện pháp nhục nhã Dương Diệp. Hắn rất tự tin Dương Diệp không dám hoàn thủ, bởi vì muội muội cùng nữ nhi của Dương Diệp đang nằm trong tay thánh địa. Nhưng mà sự thật chứng minh hắn sai. Vèo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đúng lúc này, một thanh kiếm đặt ngang cổ Huyền Minh, trong mắt Dương Diệp bắn ra thần thái dữ tợn, nói. Dùng nữ nhân và muội muội của ta đến uy hiếp ta, ngươi cũng xứng. Tin tưởng ta, ngươi không phải kẻ chết đầu tiên, cũng sẽ không phải kẻ cuối cùng, ta thề, huyền giả nghịch loại không diệt thánh địa, ta diệt. Xuy, đầu của Huyền Minh bay lên cao. Dương Diệp, ngươi thật can đảm. Hai người bên cạnh Huyền Minh hoảng hốt, hai người không có ra tay. Bọn họ quay người bỏ chạy nhưng bị một đám kiếm nô bán thánh vây quanh. Không đến 2 giây, hai gã cường giả thánh địa chết đi. Ngươi lệ khí quá nặng. Kiếm linh nói, trước khi Dương Diệp biểu hiện rất bình tĩnh, sau khi nhìn thấy đám người Huyền Minh xuất hiện, nàng mới biết được, đây không phải là bình tĩnh, mà gã áp chế, mà bây giờ, hắn đã áp chế không nổi. Muội muội và thược dược có chút tổn thương nào, ta muốn tất cả người tham dự vào việc này của thánh đường phải chết hết. Mỗi người đều có nghịch lân của Dương Diệp chính là muội muội và nữ nhân của hắn. Kiếm linh khẽ lắc đầu, nàng biết rõ, thánh địa và huyền giả đại lục không có khả năng hòa giải. Sau nửa ngày, Dương Diệp áp chế sát ý trong lòng, nói. Ta hiện tại có bao nhiêu kiếm nô? Gần 50, trong đó thực lực lão giả áo đen mạnh nhất, còn lại đều là trung cấp.
thứ cho ta nói thẳng, thực lực của ngươi hiện tại không thể chống lại thánh địa. Kiếm Linh nói, ngươi muốn cứu người, dùng sức mạnh là không được. Ta muốn lẻn vào cổ thánh thành, Dương Diệp trầm giọng nói. Không được, Kiếm Linh lúc này phản đối nói. Tuy ngươi có thể che giấu khí thức của chính mình, nhưng bất kể là kiếm hay là lực lượng cùng phòng ngự thân thể của ngươi hơi mất cân bằng, chỉ cần hơi bạo lộ một chút sẽ đẩy ngươi vào cảnh tan xương nát thịt. Dương Diệp lắc đầu, nói. Ta biết rõ làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng chúng ta đã không có thời gian. Càng kéo dài, Thược Dược cùng Tiểu Giao lại càng gặp nguy hiểm, ta phải tốc chiến tốc thắng. Ta đã quyết định, nếu ngươi cảm thấy nguy hiểm thì ngươi đi đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn hóa thành một đạo kiếm quang bay lên trời. Kiếm Linh đứng im lặng nửa ngày, cuối cùng nàng hóa thành một đạo kiếm quang đuổi theo Dương Diệp. Nàng rất rõ ràng, nếu như buông tha Dương Diệp, nàng không có khả năng tìm được kiếm tu mạnh hơn trong thế giới này. Hơn nữa nàng biết rõ tính cách của Dương Diệp, nếu như lần này nàng lựa chọn rời đi, nàng đã ân đoạn nghĩa tuyệt với Dương Diệp. Dương Diệp biết rõ làm như vậy rất hung hiểm, hắn có thể cải biến hình dạng của chính mình, che giấu khí tức bản thân, nhưng chỉ cần hắn bại lộ thân phận của mình, khi đó hắn sẽ bị toàn bộ thánh địa áp chế. Một khi thánh địa cầm Tiểu Giao cùng Thược Dược uy hiếp hắn, hắn căn bản không có lựa chọn, cho nên, trước khi cứu được Thược Dược cùng Tiểu Giao, hắn tuyệt đối không thể bạo lộ thân phận chân thật của mình. Nhìn thấy Kiếm Linh đuổi theo, Dương Diệp nói. Ngươi có thể không cần đi theo. Nếu như không phải chỉ có ngươi có thể giúp ta khôi phục thực lực, ngươi cho rằng ta sẽ đi cùng ngươi. Kiếm Linh bất mãn lườm Dương Diệp, sau đó hóa thành một đạo kiếm chui vào trong người Dương Diệp. Lúc cách cổ thánh thành hơn 1000 dặm, Dương Diệp dừng lại, hắn ngự kiếm sẽ làm người ta chú ý. Ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ như máu, còn có mùi huyết tinh bao phủ bốn phía, Dương Diệp cau mày. Hắn biết rõ, thánh địa lúc này trừ cổ thánh thành ra, chỉ sợ bên ngoài không còn người sống. Tuyệt đối không thể để cho đám huyền giả nghịch loại tiến vào huyền giả đại lục. Dương Diệp rất rõ ràng, một khi nhìn đám huyền giả nghịch loại tiến vào huyền giả đại lục, thảm trạng của thánh địa chính là vết xe đổ của huyền giả đại lục. Dương Diệp cải biến dung mạo của mình, hắn đổi một bộ trang phục. Sau đó hắn đi về phía cổ thánh thành. Rất nhanh, Dương Diệp đi vào cổ thánh thành, sắc mặt Dương Diệp thay đổi. Dưới cửa thành cổ thánh thành đều là đầu người rậm rạp chằng chịt, đầu những người này có già có trẻ, có nam có nữ, chúng bày chỉnh tề dưới cửa thành cổ thánh thành, số lượng nhiều tới 10 vạn. Dương Diệp trước kia cảm giác mình hung ác, hiện tại hắn phát hiện, hắn vẫn còn hiền lành khi so với huyền giả nghịch loại. Trên tường thành cổ thánh thành trên đứng rất nhiều người, trong những người này có long tộc, có ma tộc, có nhân loại. Ánh mắt những người này đỏ bừng, bởi vì trong đầu người phía dưới có rất nhiều người quen hoặc là thân nhân của bọn họ. Bên ngoài tường thành cổ thánh thành, ba thanh niên áo đen đang đứng, một thanh niên áo đen trong đó chỉ vào đầu người phía dưới, hắn nói với người trong cổ thánh thành. Nhìn thấy chưa, bọn họ chết là tại các ngươi, bởi vì các ngươi không đi bảo hộ bọn họ, đương nhiên. Các ngươi làm đúng, bởi vì bản thân các ngươi còn khó bảo toàn thì làm sao có thể bảo hộ được bọn họ. Ha ha! Cười to một hồi, nam tử áo đen lại nói. Nhìn thấy chưa, chúng ta chỉ có ba người mà các ngươi không dám ra ngoài, các ngươi cảm thấy bi ai hay không? Không phải thánh địa các ngươi có nhiều thiên tài sao? Đến, đi ra cho ta gặp đi, yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không vây công những kẻ hèn nhát như các ngươi đâu. Đúng lúc này. Cửa thành bị mở ra. Một người con gái đi tới, là Minh Nữ. Nhìn thấy Minh Nữ, nam tử áo đen thu hồi khinh thường. Minh Nữ không nói nhảm chút nào, xiềng xích trên người bay lên và hóa thành tâm lưới bao phủ nam tử áo đen. Nhìn hai người giao chiến, Dương Diệp cùng nhìn càng kinh ngạc, thực lực của nam tử áo đen vượt qua tưởng tượng của hắn, hắn có thể đánh ngang tay với Minh Nữ. Rất nhanh, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, hắn không phải tới xem trò hay. Hắn vung tay phải lên, hắn gọi Kiếm Linh ra ngoài. Dẫn ta đi vào. Dương Diệp nhìn thẳng Kiếm Linh, nói. Ta biết rõ ngươi khẳng định có biện pháp. Ta không có biện pháp. Kiếm Linh trực tiếp từ chối. Tính toán ta cầu ngươi, lần này. Dương Diệp nói. Kiếm Linh nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó nói. Ngươi có biết ngươi không thể xảy ra vấn đề hay không? Ngươi cũng nhìn thấy. Huyền giả nghịch loại và thánh địa có bao nhiêu khủng bố, hai phe thế lực này đều muốn diệt huyền giả đại lục,
một khi ngươi xảy ra chuyện gì đó, huyền giả đại lục cũng xong đời. Ngươi không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho những nữ nhân trên huyền giả đại lục. Ngươi muốn ta thấy chết mà không cứu sao? Dương Diệp nói. Kiếm Linh nói. Không phải thấy chết mà không cứu, mà là nên bàn bạc kỹ hơn, phải nghĩ biện pháp an toàn nhất. Dương Diệp lắc đầu, nói. Không có thời gian, thật không có thời gian, nếu lãng phí thời gian một hồi, tiểu giao và thực dược sẽ càng nguy hiểm. Ta không muốn ngươi đi cùng ta, ngươi chỉ cần đưa ta vào là được rồi, ta biết rõ, ngươi nhất định có thể. Im lặng hồi lâu, Kiếm Linh thấp giọng thở dài, sau đó nàng bấm kiếm quyết, một đạo kiếm quang xuất hiện, dưới chân nàng cùng Dương Diệp xuất hiện một kiếm vòng, hai người lại biến mất ngay tại chỗ. Qua hồi lâu, Dương Diệp mở mắt ra, hắn nhìn chung quanh, lúc này hắn đã tiến vào trong cổ thánh thành, mà Kiếm Linh đã trốn vào cơ thể của hắn. Dương Diệp nhìn khắp bốn phía, sau đó hắn đi tới hướng thánh điện thánh đường. Thánh điện là chủ điện của thánh đường, nơi này là nơi cường giả thánh đường tụ tập nhiều nhất, cũng là nơi trưởng lão thánh đường thương nghị công việc. Nếu muốn biết tiểu giao và thược dược đang ở đâu, hắn chỉ có thể đi tới nơi này. Rất nhanh, Dương Diệp đi vào thánh điện, hắn triệt để tàng hình, đương nhiên, nếu như là bình thường, tôn giả cảnh cũng có thể khám phá thủ đoạn tàng hình của hắn, nhưng hiện tại, hắn có kiếm vực gia trì, đừng nói tôn giả cảnh, cho dù là kia Hà Chí Tôn cũng không nhìn ra. Dương Diệp trực tiếp đi vào trong đại điện, sau khi tiến vào đại điện, khí tức vô số cường giả ập vào mặt, Dương Diệp lập tức cảm giác mình hít thở không thông. Trường đại điện lúc này có 15 người, có mấy người hắn nhận ra, đó là Hà Chí Tôn của Thánh Đường, còn có lão giả mù cùng nhân nhân tại Vô Danh Thành. Hà Chí Tôn, người dùng danh nghĩa Thánh Chủ triệu tập chúng ta đến đây, vì sao không thấy Thánh Chủ? Lúc này lão giả mù hỏi. Hà Chí Tôn nói. Thánh Chủ đang bế quan, hiện tại, chuyện trong cổ Thánh Thành do ta xử lý, còn hy vọng mọi người có thể phối hợp. Thực lực người tại nơi này không kém gì hắn, hắn tự nhiên không dám dùng ngữ khí ra lệnh. Nói đi. Lão giả mù nói. Hà Chí Tôn gật đầu, nói. Chư vị, các ngươi cũng nhìn thấy thực lực của huyền giả nghịch loại, bọn họ đều là cường giả thượng cổ, cường giả bán thánh của chúng ta giống như hoàng giả cảnh trước mặt bọn họ, chênh lệch thật sự quá lớn. Muốn giết huyền giả nghịch loại, chúng ta phải nhờ vào ngoại lực. Thiên ngoại thiên. Lão giả mù nói. Bọn họ sẽ không xuất thủ, bọn họ muốn chính chúng ta đồng quy vu tận với huyền giả nghịch loại, sau đó bọn họ tới thu thập tàn cuộc. Thậm chí đến không cần đến, bởi vì qua một thời gian ngắn, phiến thiên địa này sẽ sụp đổ triệt để, khi đó huyền giả nghịch loại sẽ biến mất. Ta biết rõ bọn họ sẽ không tới, cho nên, chúng ta phải buộc bọn họ tới. Hà Chí Tôn nói, có ý tứ gì? Nói chuyện là thần phù sư cưỡi Hắc Kỳ Lân mà Dương Diệp gặp tại Trấn Ngục Tháp. Hà Chí Tôn cười nói, máu sông bầu trời, mọi người đều biết, một người chết thảm sẽ có oán khí cùng huyết khí nhất định, còn có sát khí, đương nhiên, chúng ta sẽ không nhợ. Nhưng các vị nghĩ xem, oán khí cùng huyết khí và sát khí của một người rất yếu, nhưng 100 triệu người, 1 tỷ người, mấy chục tỷ người thì sao? Mọi người biến sắc, khiếp sợ nhìn Hà Chí Tôn. Hà Chí Tôn lại nói, tụ tập oán khí cùng sát khí và huyết khí mấy chục tỷ người lại một chỗ, đó là lực lượng đáng sợ cỡ nào. Đừng nói thiên đường, cho dù 100 thiên lộ cũng bị hủy diệt. Sở dĩ huyền giả nghịch loại điên cuồng giết người, kỳ thật mục đích chính thức là như thế. Bọn họ muốn lợi dụng sát khí cùng huyết khí và oán khí đánh vỡ thiên lộ. Nói đến đây, trên mặt Hà Chí Tôn hiện ra thần thái điên cuồng. Nhân khẩu của thánh địa gần 10 tỷ, mà hôm nay... chỉ ít có hơn 5 tỷ đã chết đi, số lượng còn chưa đủ. Cho nên người dẫn huyền giả nghịch loại tới huyền giả đại lục, đúng không? Lão giả mù nói. Hà Chí Tôn nói. Nhân khẩu của huyền giả đại lục đạt tới cả 100 tỷ, người nơi đó chết hết, ta nghĩ người thiên ngoại thiên sẽ không ngồi yên. Nghe vậy, trong nội tâm Dương Diệp dùng mình, trong mắt hắn sinh ra sát ý, trong mắt hắn vừa xuất hiện sát ý, nội tâm Dương Diệp biết không xong. Quả nhiên, có người, nói chuyện là tên thần phù sư kia, mà ánh mắt của hắn nhìn vào vị trí của Dương Diệp. Khi thần phù sư dứt lời, một bàn tay đánh thẳng về nơi này. Nhưng lại không có gì. Hà Chí Tôn thu bàn tay về, hắn nhìn sang thần phù sư, nói. Thần Mô huynh, những người còn lại đều nhìn sang thần Mô, trong mắt mang theo hỏi thăm cùng nghi hoặc.
Thần Mô lắc đầu, nói. Thần hồn của ta mạnh hơn các ngươi, sẽ không cảm giác sai. Nói xong, hắn ném phù lục lên không trung, phù lục nổ tung trên không trung, sau đó bộc phát ra vô số hào quang chói mắt bao phủ đại điện. Nhìn nơi này, Thần Mô cau mày, sau nửa ngày, Thần Mô lắc đầu, nói. Có lẽ là ta cảm giác sai. Nói xong, hắn lại ngồi trở lại. Hà Chí Tôn gật đầu, nói. Hát các vị đều hiểu, thiên lộ không mở ra, cho dù chúng ta diệt huyền giả nghịch loại, chúng ta cũng chỉ còn đường chết. Ta nghĩ mọi người đều hiểu, chỉ cần chúng ta tiêu diệt huyền giả nghịch loại trước, người thiên ngoại thiên sẽ đón chúng ta ra ngoài, việc này cũng không phải không có khả năng. Nhưng nếu như đến lúc đó bọn họ không thả chúng ta đi ra ngoài thì sao cô? Chẳng phải sinh tử nằm trong tay của người khác, các vị cảm thấy thế nào? Mọi người trầm mặc, nhưng nếu giết thật nhiều người, còn có chính người của các ngươi. Nói chuyện là Nhân Nhân. Nghe vậy, khóe mắt Hà Chí Tôn co giật, hắn không dám khinh thị tiểu cô nương này, tiểu nữ hài này rất khủng bố, bản thân hắn đã lĩnh giáo qua. Hà Chí Tôn nói, nếu như chúng ta không làm như vậy, tất cả mọi người đều chết. Mà chúng ta làm như vậy, chúng ta có thể bảo toàn các bán thánh. Tuy sẽ chết rất nhiều người, nhưng ít ra có thể sống một ít người, không phải sao? Hy sinh bọn họ đổi lấy cơ hội sống sót cho chúng ta, là ý tứ này sao? Nhân Nhân nói. Hà Chí Tôn nói. Người không vì mình, trời tru đất diệt, chúng ta không có lựa chọn khi sinh ra trong thế giới này. Nhân Nhân, a hát, một tiếng, nàng không nói chuyện, nàng ngồi xuống và chơi đùa chiếc nhẫn trong tay. Hà Chí Tôn nhìn đám người chung quanh, nói. Nếu như chúng ta thực lực đủ mạnh, thánh chủ không phải làm như vậy, nhưng các vị cũng thấy, huyền giả nghịch loại khủng bố vượt xa chúng ta tưởng tượng. Cho dù tất cả cường giả cổ thánh thành chúng ta cộng lại cũng không thắng nổi, nhưng kết quả tốt nhất chính là cùng chết với huyền giả nghịch loại. Các ngươi nguyện ý như thế hay không? Người vô danh thành không nói lời nào, bởi vì bản thân bọn họ cũng không phải người thế giới này, bọn họ cũng không có thân nhân tại đây, bọn họ cũng không có lòng trung thành và ý thức trách nhiệm, cho nên... Bọn họ im lặng. Im lặng tức là tán thành. Nơi này yên lặng hồi lâu, một lão giả áo xám nói. Đây là ý của thánh chủ sao? Đúng. Hà Chí Tôn nói. Lão giả áo xám nói. Có vấn đề, nếu như thiên ngoại thiên ra tay, chẳng phải ý nghĩa hồng mông tử khí hàng lâm phiến thế giới này, sau đó huyền giả nghịch loại thành thánh. Hà Chí Tôn nói. Chúng ta sớm nghĩ tới việc này. Đến lúc đó. Huyền giả nghịch loại có thể thành thánh, chúng ta tự cũng có thể thành thánh, tất cả cường giả bán thánh đều có cơ hội thành thánh, khi đó, chúng ta có thể nhân thời điểm huyền giả nghịch loại đại chiến với thiên ngoại thiên mà thoát ra khỏi thế giới này, bởi vì dùng thực lực chúng ta khi đó đã có thể phá toái hư không, cũng đi tới thế giới bên ngoài. Nếu như người thiên ngoại thiên không ra tay, chúng ta sẽ chờ huyền giả nghịch loại giết hết người trên huyền giả đại lục, sau đó lợi dụng máu tươi và sát khí của mấy trăm tỷ người bộc phát phá thiên lộ. Trầm mặc hồi lâu, lão giả áo xám gật đầu, nói. Ma tộc ta đồng ý. Yêu tộc ta cũng đồng ý. Lại có giọng nói vang lên. Man tộc ta đồng ý. Tất cả mọi người đều nhất trí với nhau. Hà Chí Tôn cười, nói. Trước kia thánh chủ mở ra đường hầm không gian, ta và lão mộc đã đi tới huyền giả đại lục. Nói xong, Hà Chí Tôn vung tay phải lên, tiểu giao và đinh thực dược xuất hiện tại nơi này, nói. Hai người này một là muội muội của Dương Diệp, một là nữ nhân của Dương Diệp. Có hai người này ở đây, Dương Diệp chắc chắn sẽ bị thánh địa chúng ta áp chế. Chờ Dương Diệp đến, ta sẽ ra lệnh cho hắn dẫn cường giả huyền giả đại lục tử chiến với huyền giả nghịch loại, đến lúc đó sẽ có người chết, lại có thể suy yếu thực lực huyền giả nghịch loại, vẹn toàn đôi bên. Hắn sẽ đến không? Lão giả áo xám ma tộc hỏi. Hắn nhất định sẽ đến. Hà Chí Tôn nói chuyện đầy tự tin. Người tới, giam hai nữ nhân này vào thiên tuyệt lao. Hà Chí Tôn nói. Nhưng không thể giết hai nữ nhân này, nhưng tra tấn một chút vẫn có thể. Nói cho đám người trong thiên tuyệt lao, chơi như thế nào cũng có thể, nhưng đừng chơi chết. Còn nữa, phong ấn tu vi và năng lực hành động của hai nàng cho ta, đừng cho hai nàng tự sát. Rất nhanh, hai cường giả thánh đường xuất hiện ở giữa sân. Sau đó mang theo Tiêu Giao cùng Đinh Thược Dược rời đi. Lúc Tiểu Giao cùng Đinh Thược Dược bị mang đi, khóe mắt Đinh Thược Dược liếc nhìn nơi hẻo lánh. Đám người Hà Chí Tôn thương nghị thật lâu trong đại điện rồi mới rời đi.
Sau khi đám người Hà Chí Tôn rời đi, trong góc tối, ánh mắt Dương Diệp ẩn chứa sát ý. Trước kia hắn suýt bị phát hiện, khi thần mô nói chuyện, hắn đã đổi nơi, bởi vậy hắn mới thoát được một kích của Hà Chí Tôn, mà khi thần mô ném lá bùa ra thì hắn đã trốn vào trong Hồng Mông Tháp. Tuy hắn không biết đó là phù lục gì, nhưng hắn không dám khinh thường, bởi vì nam tử kia là thần phù sư, hơn nữa còn là thần phù sư tới từ thiên ngoại thiên. Quả nhiên, lúc lá bùa kia bộc phát ánh sáng trắng, Dương Diệp đã biết rõ, nếu như hắn không có trốn vào Hồng Mông trong tháp, hắn nhất định sẽ bại lộ. Dương Diệp cũng nghe hết những lời của đám người Hà Chí Tôn, hắn không nghĩ tới, thánh địa lại cố ý hy sinh thánh địa và những người dưới bán thánh, nếu việc này truyền đi. Dương Diệp lắc đầu, cho dù truyền đi, ai mà tin? Người trong Cố Thánh Thành sẽ không tin. Hơn nữa, hắn cũng không phải đến làm chúa cứu thế. Dương Diệp lập tức đuổi theo hướng hai nam tử dẫn Tiểu Giao cùng Đinh Thược Dược rời đi. Tiểu Giao cùng Thược Dược xảy ra chuyện gì, lão tử lập tức tạo ra hai gã thánh giả, ta sẽ giết sạch tất cả người của thánh địa. Dương Diệp đã tăng tốc độ của mình lên cực hạn, sát ý trong nội tâm bộc phát dữ dội nhưng bị hắn áp chế không bùng nổ ra ngoài. Rất nhanh, Dương Diệp đi vào ớt nơi gọi là Thiên Tuyệt Lao. Bởi vì kiếm vực và tàng hình, hắn dễ dàng tiến vào trong Thiên Tuyệt Lao. Rất nhanh, Dương Diệp nhìn thấy Đinh Thực Dược và Tiểu Giao, lúc này, một đám na xê mờ tử trần trụi lấy đang vây quanh hai nàng, mà hai nữ nằm trên mặt đất không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt là có thể động đậy, trong mắt hai nàng chỉ có buồn bã. Một nam tử trong đó sờ soạng Đinh Thực Dược, đột nhiên tay của hắn bay ra ngoài, sau đó có vài đạo kiếm quang lóe lên, tất cả nam tử chung quanh đều gục xuống. Trong mắt Đinh Thực Dược cùng Tiểu Giao hơi khó hiểu, lúc này, giọng nói của Dương Diệp vang lên trong đầu các nàng. Là ta, đừng sợ, ta hiện tại sẽ dẫn các ngươi rời đi. Khi giọng nói của Dương Diệp vừa dứt, hai nữ đồng thời biến mất tại chỗ. Sau khi thu hai nàng vào tiểu tuyền qua, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi Thiên Tuyệt Lao. Lúc hắn thoát ra khỏi Thiên Tuyệt Lao, một tia sáng đánh vào người hắn. Dương Diệp nhắm mắt lại, hắn thầm nghĩ không xong, quả nhiên, lúc hắn mở mắt ra, ở trước mặt hắn là hai chí tôn của Thánh Đường, còn có những người khác trong đại điện, nhưng lại không có nhân nhân. 14 cường giả đỉnh phong của thế giới này. Dương Diệp, không nghĩ tới thật là ngươi, cũng không nghĩ tới, ngươi thực có can đảm đến, thật không nghĩ tới, ta thật không nghĩ tới. Dương Diệp không dùng mặt thật nhưng Hà Chí Tôn đã biết người tới chính là Dương Diệp. Nhìn đám người chung quanh, da mặt của Dương Diệp thay đổi, hắn biến về dáng dấp ban đầu. Là ngươi. Nhìn thấy bộ mặt thật sự của Dương Diệp, tên thần phù sư kia ngạc nhiên. Dương Diệp nói. Có một chút ngạc nhiên, tại sao các ngươi phát hiện ta? Đương nhiên là vì ta. Thần mô cười cười, nói. Với tư cách một gã thần phù sư, ta làm sao có thể sinh ra sai lầm cấp thấp như cảm ứng sai tầm. Kỳ thật, ta rất ngạc nhiên, người dùng cái gì để thoát khỏi, thánh quang phù của ta chiếu rọi. Dưới thánh quang phù, chiếu rọi, cho dù là huyền kỹ tiên giai cũng không thoát khỏi, người tại tránh thoát được. Muốn biết? Dương Diệp nói. Nếu, chúng ta đi tìm một nơi đi, ta chậm rãi nói cho người biết, như thế nào đây? Thần mô lắc đầu, nói. Người đừng đánh chủ ý lên ta. Ta với ngươi không thân chẳng quen, ta sẽ không giúp ngươi, hơn nữa, ta thấy ngươi trấn định như vậy, có lẽ còn có át chủ bài. Nhưng ta rất ngạc nhiên, át chủ bài của ngươi là cái gì lại giúp ngươi trấn định trước mặt chúng ta? Dương Diệp nhìn sang mấy người chung quanh, nói. Ta có thể có át chủ bài gì chứ? Các ngươi nhiều như thế, đừng nói ta, cho dù diệt mấy thánh địa cũng còn thừa. Lúc này, Hà Chí Tôn nói. Dương Diệp, giao trấn giới thạch ra đây. Xem ngươi là một đời nhân kiệt, ta sẽ không để cho người chết quá thống khổ. Hắn biết rõ, những lời của bọn họ lúc trước đã bị Dương Diệp nghe thấy, bởi vậy, hắn không cho phép Dương Diệp còn sống rời. Đi, nhưng ta không muốn chết. Dương Diệp nói. Hà Chí Tôn sủi cười một tiếng, nói. Ta biết rõ ngươi không muốn chết, không có người nào muốn chết, nhưng hiện tại ngươi có biện pháp không chết sao? Đừng nói ngươi. Cho dù là hai người bảo hộ ngươi cũng không thể thoát khỏi. Giao ra trấn giới thạch, ngươi nên để mình chết có tôn nghiêm một chút, bằng không ta sẽ làm ngươi muốn chết cũng khó khăn. Ta muốn thử xem. Khi Dương Diệp vừa dứt lời, kiếm linh xuất hiện bên cạnh hắn, kiếm linh quát lớn.
Ngũ hành kiếm. Chạy đi đâu? Không gian tỏa. Khi kiếm linh chưa dứt lời, trừ thần mô ra, đám người Hà Chí Tôn đã lập tức ra tay với tốc độ cực nhanh, hơn 10 đạo trưởng ấn và quyền ấn đánh thẳng tới trước mặt Dương Diệp cùng kiếm linh. Không chỉ có như thế, không gian chung quanh Dương Diệp cùng kiếm linh đều bị lực lượng thần bí phong tỏa, giống như tường đồng vách sắt, chắc chắn tới mức kiếm linh cũng cảm thấy tuyệt vọng. Vô địch kiếm vực. Dương Diệp quát lớn. Khi Dương Diệp vừa dứt lời, tất cả công kích đánh tới đều dừng lại. Đột. Kiếm linh quát lớn, hai người biến mất ngay lập tức. Đám người Hà Chí Tôn ngây người tại chỗ, một hoàng giả cảnh lại thoát khỏi vòng vây của hơn 10 bán thánh cao cấp. Không có khí tức của bọn họ, hắn dùng kiếm vực che giấu khí tức chính mình, tìm không thấy. Một lão giả áo xám nói. Tốt cho vô địch kiếm vực. Thần mô nói. Nghe đồn năm đó kiếm tông tổ sư bằng vào thứ này giết vào thiên ngoại thiên, hơn nữa còn đánh tới thiên đường một lần, hôm hơn nay nhìn thấy, uy năng của kiếm vực không giống bình thường. Nếu người này đạt tới bán thánh, hơn nữa hoàn toàn nắm giữ huyền bí của kiếm vực, tất cả mọi người ở đây sẽ không làm gì giờ được hắn. Hắn sẽ không phát triển. Hà Chí Tôn nói xong câu này, hắn và vài tên cường giả thánh đường đã biến mất. Thần mô lắc đầu, hắn quay người rời đi. Chấm chấm chấm. Bên ngoài vài vạn dặm, trong sơn động một ngọn núi lớn. Ngươi, kiếm linh và đinh thực dược cùng tiểu giao ngơ ngác nhìn Dương Diệp, nước mắt trong mắt tiểu giao như nước vỡ đê. Dáng dấp Dương Diệp lúc này đã thay đổi hoàn toàn, mái tóc đen đã biến thành màu trắng, màu tuyết trắng, gương mặt Dương Diệp già nua không biết bao nhiêu tuổi, nếp nhăn đầy mặt. Trừ đôi mắt sáng ngời ra, Dương Diệp đã biến thành lão nhân triệt để. Ca. Tiểu Giao lao vào trong ngực Dương Diệp, nàng ôm chặt lấy Dương Diệp, thút thít nỉ non nói. Ngươi, tại sao ngươi biến thành như vậy? Dương Diệp vươn tay vén tóc, nhìn tóc bạc trong tay, ánh mắt Dương Diệp xuất hiện một tia mờ mịt, nói. Đây là cái giá phải trả khi vận dụng pháp tắc của kiếm vực hay? Sao? Ngươi cho rằng chỉ có cái giá lớn như thế sao? Lúc này, đột nhiên kiếm linh tức giận nói. Ngươi biết tuổi thọ của ngươi bây giờ còn thừa bao nhiêu không? Còn thừa 2 ngày, không tới 2 ngày. Sinh cơ trong cơ thể của ngươi đã biến thành tử khí, tóm lại, ngươi xong. Rồi, 2 ngày. Nghe được kiếm linh nói thế, thân thể mềm mại của Đinh Thược Dược cùng Tiểu Giao run lên, Tiểu Giao khóc lợi hại hơn trước, trong mắt Đinh Thược Dược mang theo thần thái không dám tin. Dương Diệp xoa xoa đầu Tiểu Giao, nói. Không có việc gì, đừng khóc, đang khóc. Y phục của ta sắp ướt hết rồi. Tiểu Giao lại khóc càng lớn. Thấy thế, Dương Diệp bất đắc dĩ thẳng lắc đầu. Đột nhiên Đinh Thược Dược nhìn về phía kiếm kinh, nói. Ngươi khẳng định có biện pháp đúng không? Không có cách nào, đây là hắn tự làm tự chịu. Kiếm linh vẫn còn tức giận. Lúc trước nàng không tán thành Dương Diệp xông vào thánh đường, quả nhiên, nàng lo tăng vẫn xuất hiện. Bọn họ lúc trước suýt chết, tuy đã trốn ra ngoài. Nhưng Dương Diệp vẫn trả cái giá quá lớn. Đinh Thược Dược đi đến trước mặt kiếm linh, nói. Bây giờ không phải là thời điểm hờn dỗi, trong cơ thể hắn đã xuất hiện tử khí, nếu như không nghĩ biện pháp giải quyết, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa người muốn biết rõ một điểm, chúng ta chỉ có thời gian 1 ngày, chỉ có 1 ngày. Nói xong lời cuối cùng, Đinh Thược Dược nói chuyện phát run. Kiếm linh hít sâu một hơi, nói. Kỳ thật hắn đã không có tuổi thọ, sở dĩ còn sống là vì huyền khí trong cơ thể, những huyền khí kia có năng lực chống cự tử khí, bởi vậy, hắn có thể không còn tuổi thọ mà sống tới giờ. Muốn cứu hắn, chỉ có một biện pháp, đó là gia tăng tuổi thọ của mình. Có rất nhiều biện pháp gia tăng tuổi thọ, ví dụ như tăng lên cảnh giới, còn có thiên tài địa bảo gia tăng tuổi thọ. Tăng lên cảnh giới, ta không biết hắn có thể gia tăng cảnh giới lên hoàng giả cảnh thất phẩm hay không. Về phần thiên tài địa bảo gia tăng tuổi thọ, thế giới này nhất định có, nhưng thời gian của chúng ta không đủ. Thiên tài địa bảo gia tăng tuổi thọ. Ninh Thược Dược sững sờ, sau đó cổ tay khẽ động, thanh mộc chi linh xuất hiện trong tay nàng, nói. Vật ấy có thể không? Năng lượng sinh mệnh thật tinh thuần. Trong giọng nói của kiếm linh sinh ra một tia kinh ngạc, trầm ngâm nửa ngày, nàng cầm thanh mộc chi linh, sau đó đi đến trước mặt Dương Diệp. Dùng thanh mộc chi linh dùng sức vỗ vào trên người Dương Diệp. Phanh! Thanh mộc chi linh vỡ vụn, vô số năng lượng màu xanh lá cây tiến vào trong cơ thể Dương Diệp. Dần dần, nếp nhăn trên mặt Dương Diệp chậm rãi biến mất, 1 giờ sau,
Dung mạo của Dương Diệp khôi phục thành bộ dáng ban đầu, nhưng mái tóc bạc của hắn vẫn không thay đổi. Này! Ánh mắt Đinh Thược Dược hỏi thăm nhìn sang Kiếm Linh. Kiếm Linh nói, bên trong thanh mộc chi linh ẩn chứa năng lượng sinh mệnh, quả thật có thể gia tăng tuổi thọ, nhưng hiện tại còn không đủ. Hiện tại, hắn còn có thể sống nửa tháng, hơn nữa, trong cơ thể hắn đã có tử khí trong người của ngươi không phải là tử khí, mà là pháp tắc thiên đạo chí cao vô thượng hình thành tử khí, bởi vậy, nếu hắn trong vòng nửa tháng không gia tăng tuổi thọ thật lớn, vậy hắn sẽ phải chết. Ninh Thược Dược quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi có nắm chắc trong vòng nửa tháng gia tăng lên hoàng giả cảnh thất phẩm hay không? Dương Diệp nói. Có thể thử xem. Thử xem. Kiếm Linh lạnh lùng nói. Trên người của ngươi có hơn mấy chục khối hỏa tinh thạch ngàn năm, đúng là có thể thử, nhưng vạn nhất không thể đột phá thành công thì sao? Hoặc bị người ta quấy rầy thì sao? Hoặc có thế ngoài ý muốn hay không? Khi đó, cho dù thần đến cũng không thể cứu ngươi, ngươi có biết hay không? Dương Diệp cười khổ, nói. Ngươi đừng kích động như vậy, chúng ta thật dễ nói chuyện. Kích động cái đầu của ngươi. Kiếm Linh tức giận nói. Nói cho ngươi, làm việc không thể xúc động, nên tính trước làm sau, nếu ngươi không sửa tính nết của mình, một ngày nào đó sẽ hại chết chính ngươi. Dương Diệp nói. Ngươi cũng đã biết, nếu ta đi trễ nửa bước, kết cục của Thược Dược cùng Tiểu Giao thế nào? Tuy ta hiện tại chỉ còn sống không đến nửa tháng, nhưng với ta mà nói tất cả đều đáng giá, bởi vì ta cứu được Tiểu Giao cùng Thược Dược. Ca. Tiểu Giao tựa đầu vào ngực Dương Diệp, ôm thật chặt Dương Diệp. Ninh Thược Dược liếc mắt nhìn Dương Diệp, không nói gì. Kiếm Linh cũng trầm mặc. Dương Diệp lại nói. Bất kể như thế nào, hiện tại kết cục chúng ta là tốt, bởi vì ta còn sống, Tiểu Giao cùng Thược Dược cũng còn sống. Thời gian nửa tháng. Với ta mà nói hoàn toàn đủ, bởi vì nội tình của ta không kém, tăng thêm trên người của ngươi có nhiều hỏa tinh thạch ngàn năm, cho dù trồng chất, ta cũng muốn trồng chất đến hoàng giả cảnh thất phẩm. Kiếm Linh nhìn Dương Diệp thật lâu, đột nhiên tức giận nói. Còn nhìn ta làm gì? Ta rất xem được không? Còn không mau đi tu luyện. Dương Diệp. Vì mạng sống lúc này, Dương Diệp còn liều mạng hơn tất cả những vần tu luyện trước đó, hắn trực tiếp xuất ra một vạn viên hỏa tinh thạch ngàn năm. Hơn nữa một tần nuốt hai viên hỏa tinh thạch ngàn năm. Hỏa tinh thạch tiến vào trong cơ thể, vô số năng lượng tinh thuần quay chung quanh hắn. Dương Diệp tập trung tinh thần tu luyện. Ngươi đi theo ta. Bỗng nhiên Kiếm Linh nói với Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược hơi sững sờ, sau đó nàng và Kiếm Linh rời núi. Sau khi rời khỏi hang động một đoạn, đột nhiên Kiếm Linh ra tay, hơn 10 đạo khí kiếm vây quanh Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược khẽ giật mình, trong mắt nàng cảm thấy khó hiểu. Ngươi là ai? Kiếm Linh trầm giọng nói. Ngươi có ý gì? Trong mắt Đinh Thược Dược mang theo vẻ nghi hoặc. Kiếm Linh lạnh lùng nói. Ngươi có thể lừa Dương Diệp, lừa tất cả mọi người, nhưng tại không thể lừa gạt được ta. Trương cơ thể người có lực lượng cực kỳ khủng bố, cổ lực lượng này rất mạnh, hơn nữa đây là lực lượng không thuộc về thế giới này. Hơn nữa, trước kia khi ở trong Đại Điện Thánh Đường, có lẽ ngươi đã nhìn thấy Dương Diệp, đúng không? Cho nên. Ngươi là ai? Ngươi đi theo bên người Dương Diệp, rốt cuộc có mục đích gì? Trong mắt Đinh Thược Dược sinh ra thần thái nghi hoặc, nàng nhìn Kiếm Linh hồi lâu, sau đó nói. Quan trọng sao? Kiếm Linh cười lạnh một tiếng, nói. Đương nhiên quan trọng, Dương Diệp chính là đồ đần, cũng là sắc lang, dễ dàng bị nữ nhân mê hoặc. Ngươi có thực lực mạnh rất rõ ràng, nhưng lại phải giả vờ yếu đuối ở bên cạnh hắn, ta thật sự không tin. Đừng nói với ta ngươi yêu hắn, lời này ngươi đi lừa gạt quỷ còn không tin được. Đột nhiên Đinh Thược Dược quay đầu nhìn về phía sơn động có Dương Diệp, sau nửa ngày, nói. Ta chưa bao giờ tổn thương qua hắn, đương nhiên, dùng thực lực của hắn, ta cũng không nhất định làm tổn thương hắn. Vậy tại sao ngươi phải che giấu thực lực của chính mình? Ngươi ở bên cạnh hắn, vậy ngươi có mục đích gì? Kiếm Linh chất vấn. Đinh Thược Dược nói. Ẩn giấu thực lực. Ta không có ẩn giấu thực lực, ta thật sự có thể vận dụng lực lượng này, nhưng nếu như ta vận dụng cổ lực lượng này, tương lai, ta khả năng không phải là ta. Đúng thế, nó sẽ giúp ta mạnh hơn, nhưng thì tính sao? Khi đó ta đã không phải là ta mạnh hơn nữa, với ta mà nói nó có ý nghĩa gì? Nói đến đây, nàng nhìn về phía Kiếm Linh, nói. Ngươi cũng cảm nhận được cảm giác này,
Kiếm Linh trước kia có cảm tình với Dương Diệp, nhưng ngươi chân chính lại không có, nhưng vì ngươi và Kiếm Linh lúc trước dung hợp với nhau, bởi vậy, nếu như ta không có đoán sai, ngươi lúc này cũng có một ít cảm xúc và cảm tình với lúc trước, đúng không? Kiếm Linh nói, ngươi đoán đúng, sở dĩ ta lưu lại bên cạnh hắn, nguyên nhân rất lớn chính là ta, lúc trước. Thì tính sao? Ngay từ đầu ngươi cũng ghét Dương Diệp, đúng không? Ninh Thược Dược nói. Kiếm Linh nói. Trước kia hắn nói ngươi rất thông minh, hiện tại ta tin. Ninh Thược Dược cười khẽ, nói. Bất kể như thế nào, ta biết rõ, ngươi không có ác ý với Dương Diệp, bất kể bởi vì Kiếm Linh trước kia hay vì cái gì khác, những việc này không trọng yếu. Về phần ta chỉ có thể nói, ta gặp hắn có thể nói là ngoài ý muốn, là một trùng hợp. Mặc kệ tương lai như thế nào, ta cũng giống như ngươi, sẽ không hại hắn. Kiếm Linh nhìn Đinh Thược Dược hồi lâu, đang muốn nói cái gì, đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói. Không tốt, có cường giả thánh đường đuổi theo. Hà Chí Tôn và một lão giả mặc trường bào màu vàng lột xuất hiện trước mặt Kiếm Linh cùng Đinh Thược Dược. Hà Chí Tôn quét mắt nhìn chung quanh, cau mày nói. Lão Mộc, ngươi có cảm ứng được không? Lão giả mặc trường bào màu vàng lợt gật đầu, nói. Ta và người đều cảm ứng được, dĩ nhiên sẽ không sai. Hà Chí Tôn trầm giọng nói. Kiếm vực của kẻ này thật sự khủng bố, nếu để cho hắn đạt tới bán thánh, hoặc là nắm giữ pháp tắc, ta và người không thể làm gì được hắn. Hơn nữa, hắn không chết, huyền giả nghịch loại muốn huyết tẩy huyền giả đại lục, chỉ sợ còn có chút phiền phức. Trọng yếu nhất là trấn giới thạch còn trong tay hắn. Nếu rơi vào trong tay huyền giả nghịch loại, đối với chúng ta mà nói, không thể nghi ngờ là phiền phức to lớn. Cho nên, cho dù như thế nào, hắn phải chết. Lão Mộc gật đầu, nói. Ta đã bảo ma tộc ma tôn cùng yêu tộc yêu quân canh giữ tại truyền tống trận đi thông huyền giả đại lục, có bọn họ, Dương Diệp tuyệt đối không thể quay về huyền giả đại lục. Dương Diệp có công phu che giấu khí tức. Trong mắt Hà Chí Tôn sinh ra một tia lo lắng. Lão Mộc nói. Vô sự, thần mô đại sư đã bố trí trận pháp, chỉ cần Dương Diệp xuất hiện ở vị trí kia, hắn nhất định không trốn được. Như thế là tốt rồi. Ánh mắt Hà Chí Tôn lại nhìn chung quanh, cuối cùng hắn nhìn sang ngọn núi lớn xa xa, trầm ngâm một lát, đột nhiên hắn nâng tay phải đánh vào ngọn núi đó. Một trường ấn to lớn đánh thẳng vào ngọn núi. Oanh! Núi lở, vô số khói bụi phóng lên trời, vô số đá vụn bắn tung tóe. Qua hồi lâu, Lão Mộc nói. Xem ra bọn họ đã rời khỏi nơi đây, chúng ta đi thôi. Thần thức của chúng ta bao trùm phạm vi mấy vạn dặm, chỉ cần bọn họ dám xuất hiện, chúng ta lập tức biết rõ, ta ngược lại muốn nhìn, hắn làm sao chạy thoát khỏi tay chúng ta. Nói xong, hai người biến mất tại chỗ. Qua một giờ, mặt đất hơi rung động, rất nhanh, mặt đất vỡ ra, bốn người Dương Diệp chui ra ngoài. Nguy hiểm thật, Kiếm Linh nói. Nếu lúc trước không nhờ Thược Dược nói đào đất, chỉ sợ chúng ta đã bị núi lớn chôn vùi. Về sau ta và người không nên rời khỏi phạm vi một chương quanh Dương Diệp, bằng không thì, lần sau chúng ta không có vận khí tốt như vậy. Ninh Thược Dược nói, hai chí tôn của Thánh Đường tự mình ra tay, xem ra bọn họ muốn diệt trừ chúng ta, nhất định không thể quay về huyền giả đại lục, chỗ đó khẳng định có người của bọn họ canh gác. Chúng ta lại không dám bại lộ tại nơi này. Bọn họ cũng khó tìm ra chúng ta trong thời gian ngắn. Chúng ta có chút phiền toái. Kiếm Linh lắc đầu, nói. Tạm thời không quản những chuyện này, chúng ta tìm nơi an toàn trước, sau đó chờ hắn đột phá hoàng giả cảnh lục phẩm lại nói, còn lại, chờ thực lực của hắn tăng lên, chính hắn sẽ tự giải quyết. Nói xong, Kiếm Linh liếc Dương Diệp, sau đó hóa thành kiếm quang chui vào cơ thể hắn. Nhìn vẻ mặt u sầu của Tiểu Giao cùng Đinh Thược Dược, Dương Diệp cười cười, nói. Đừng lo lắng, ta sẽ dẫn các ngươi quay về huyền giả đại lục. Nếu như không có Tiểu Giao, ngươi sẽ đến cứu ta chứ? Đến, còn có thể như lần trước không? Ninh Thược Dược hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nói. Ta biết rõ địa vị Tiểu Giao trong lòng của ngươi, nhưng ta không biết địa vị của ta trong lòng của ngươi. Ninh Thược Dược nói. Dương Diệp nhìn thẳng Ninh Thược Dược nửa ngày, nói. Tại biết được ngươi cùng Tiểu Giao bị bắt. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu của ta chính là, ta nhất định phải cứu ra các ngươi, mà không phải ta nhất định phải cứu ra Tiểu Giao. Ninh Thược Dược nhoẻn miệng cười, nói. Ngươi đang thổ lộ sao? Dương Diệp.
thế giới trong người của ngươi chính là bí mật lớn nhất của ngươi đúng không? Đinh Thược Dược nói sang chuyện khác. Dương Diệp gật đầu. Ngươi trước kia nói bí mật này chỉ có nữ nhân của ngươi mới biết, ta hiện tại biết rõ, việc này nên tính thế nào? Đinh Thược Dược nói. Vậy ngươi làm chị dâu của ta đi. Bên cạnh, đột nhiên Tiểu Giao nói. Dương Diệp. Đinh Thược Dược lắc đầu cười cười, sờ sờ đầu Tiểu Giao, nói. Ngươi đúng là em gái của hắn. Hai người không có nói chuyện tào lao bao lâu, Dương Diệp đã thu Đinh Thược Dược cùng Tiểu Giao vào Hồng Mông Tháp, hắn lại bắt đầu điên cuồng tu luyện. Dương Diệp cảm thấy, lúc một người sắp chết sẽ bộc phát tiềm năng không gì sánh bằng. Ví dụ như hắn hiện tại tu luyện còn chăm chỉ cố gắng hơn bao giờ hết. Thời gian 10 ngày qua đi. Lúc này Dương Diệp vẫn chưa đột phá, nhưng khí tức trong cơ thể hắn lại dần dần tăng trưởng. Bên cạnh, trong mắt hai người Kiếm Linh cùng Đinh Thược Dược đều mang theo vẻ sầu lo. Bởi vì trên mặt Dương Diệp đã xuất hiện màu sắc đen nhánh, hơn nữa còn có tử khí lan tràn trong cơ thể Dương Diệp. Đột phá khá tốt, nếu như không đột phá, hắn phải trả cái giá lớn chính là chết. Rất nhanh, đến ngày cuối cùng, nhưng Dương Diệp vẫn không đột phá. Sắc mặt hai nữ âm trầm như nước. Lúc này cả khuôn mặt Dương Diệp đã biến thành màu đen nhánh, hơn nữa tử khí trên người hắn nồng đậm dọa người, làm cho hai nữ cũng không dám tới gần. Ngươi có biện pháp nào hay không? Đinh Thược Dược trầm giọng nói. Kiếm Linh lắc đầu, nói. Sinh lão bệnh tử, đó là pháp tắc thiên đạo chí cao vô thượng, là định luật vũ trụ vĩnh hằng. Tử khí trong người hắn không phải tử khí, bởi vậy, muốn mạng sống, nhất định phải tranh mệnh với trời. Kỳ thật. Hắn bây giờ còn có thể sống sót đúng là kỳ tích, tử khí trong cơ thể hắn cũng không phải bổn nguyên tử khí, bởi vì bổn nguyên tử khí căn bản không có khả năng cứu sống một người hết tuổi thọ. Đó là bí mật của hắn. Đinh Thược Dược nói. Kiếm Linh nói. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể cầu nguyện hắn đột phá, bằng không thì, chúng ta nên chuẩn bị hậu sự thay hắn. Thời gian không ngừng trôi qua, sắc mặt Kiếm Linh cùng Đinh Thược Dược càng ngày càng trắng. Bởi vì Dương Diệp lúc này giống như người chết. Tóc bạc, gương mặt đầy tử khí, hát. Không thể cứu. Kiếm Linh nhắm mắt lại. Oanh! Đúng lúc này, trên người Dương Diệp sinh ra một tia khí tức. Kiếm Linh mở mắt ra, trên mơ giặt còn mang theo thần thái vui mừng không thể che giấu được. Ta biết ngay đồ đần này không dễ dàng chết như vậy. Bên cạnh, Đinh Thược Dược thở dài một hơi, bởi vì... Dương Diệp lúc này đã là hoàng giả cảnh thất phẩm, hơn nữa, tử khí quanh thân Dương Diệp đã biến mất không thấy gì nữa, trên mặt Dương Diệp dần dần khôi phục màu máu. Hắn có thể sống thêm bao lâu? Đinh Thược Dược nói. Kiếm Linh cẩn thận dò xét Dương Diệp, nói. Không sai biệt lắm thời gian 2 tháng. Ít như vậy, làm sao có thể? Đinh Thược Dược khó có thể tin. Đột phá một cấp, ít nhất cũng có 10 năm tuổi thọ, làm sao có thể mới 1-2 tháng? Kiếm Linh nói, tình huống của hắn không giống, hắn cưỡng ép thi triển kiếm vực, việc này làm hắn biến thành người chết, thay lời khác mà nói, tuổi thọ của hắn đã không còn. 2 tháng sao? Đinh Thược Dược cau mày, nói. Trong 2 tháng này, hoặc là đột phá, hoặc là tìm được thiên tài địa bảo có thể gia tăng tuổi thọ, bằng không hắn cũng chết, đúng không? Đúng. Kiếm Linh nói, đột phá lần nữa trong 2 tháng, hắn không có thiên tài như vậy. Cho dù có thể, cũng không đề nghị làm như vậy, bởi vì cưỡng ép tăng thực lực lên sẽ tổn thương căn bản. Cho nên, chúng ta phải tìm thứ giúp hắn gia tăng tuổi thọ trong 2 tháng. Ai, phiền toái, lại muốn trốn tránh huyền giả nghịch loại và thánh địa đuổi giết, lại muốn đi tìm bảo vật gia tăng tuổi thọ, đúng là phiền toái. Chỉ cần có cơ hội là tốt rồi. Ninh Thược Dược nói. Kiếm Linh lắc đầu, nói. Tình cảnh của huyền giả đại lục hiện tại rất không ổn. Bởi vì bất kể là thánh địa hay huyền giả nghịch loại, tất cả đều muốn diệt huyền giả đại lục, thực lực huyền giả đại lục bây giờ không thể chống lại huyền giả nghịch loại hoặc thánh địa. Cho nên, chúng ta cảm thấy, hắn nhất định phải buông tha huyền giả đại lục, bằng không hắn sẽ bị liên lụy chết. Hắn sẽ không buông tha. Ninh Thược Dược nói, huyền giả đại lục không phụ hắn sẽ không phụ những người kia. Có thể giữ được huyền giả đại lục hay không không biết, nhưng hắn nhất định sẽ hết sức bảo vệ. Hắn chính là người như vậy, người thành tâm với hắn sẽ không buông tha ngươi, đây chính là nguyên nhân ta không lựa chọn nhân hoàng La Tuấn. Các ngươi sẽ hại chết hắn. Kiếm Linh lạnh lùng nói.
Nếu như hắn buông tha tất cả, chuyên tâm tu kiếm, ta cam đoan, thành tựu của hắn tuyệt sẽ không thấp hơn kiếm tông tổ sư, thậm chí là chủ nhân đời đầu tiên của ta. Người biết tại sao hắn học kiếm hay không, tại sao muốn trở nên mạnh mẽ hay không? Đột nhiên Đinh Thược Dược nói. Kiếm Linh không nói gì. Đinh Thược Dược nói. Hắn học kiếm, hắn cố gắng trở nên mạnh mẽ, mục đích không phải trường sinh bất tử, mà là hy vọng có thực lực cường đại để thủ hộ người hắn yêu thương. Nếu bảo hắn lựa chọn giữa kiếm cùng thân nhân, người cảm thấy hắn sẽ chọn thế nào? Người biết đáp án, cho nên, người bảo hắn bỏ đi người mình yêu thương đi học kiếm, đó là chuyện không có khả năng. Không có gì không có khả năng. Kiếm Linh nói. Đợi hắn hiểu được, hắn sẽ chọn kiếm. Ninh Thược Dược lắc đầu, cũng không tranh luận. Nàng nhìn về phía Dương Diệp, thấy Dương Diệp còn ngồi xếp bằng tại chỗ, hai mắt khép hờ, nàng hỏi. Hắn đang làm cái gì? Ánh mắt Kiếm Linh nhìn lên người Dương Diệp, sau khi nhìn Dương Diệp nửa ngày, đột nhiên trong mắt Kiếm Linh sinh ra thần thái vui mừng, nói. Hắn lại, ngộ, đúng là làm cho ta ngoài ý muốn. Ninh Thược Dược nao nao, sau đó gật gật đầu, trong mắt càng vui mừng. Cái gọi là, ngộ, đó là thứ hư vô mờ mịt, bởi vì nó không có thực tế, hoặc là nói, có quá nhiều thứ để ngộ. Có chút thời điểm, tu luyện 10 năm còn không bằng một ngày, ngộ. Mặc kệ Dương Diệp, ngộ, ra cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, đối với Dương Diệp mà nói là một chuyện tốt. Cũng làm ta cảm thấy ngoài ý muốn. Một giọng nói vang lên. Sắc mặt Kiếm Linh cùng Đinh Thược Dược thay đổi, bọn họ quay người nhìn lại. Chỉ thấy, cách các nàng không xa, chẳng biết lúc nào có một người con gái đang đứng. Áo gai quần vải, xiềng xích, đi chân trần, chấm. Minh nữ. Nhìn thấy Minh nữ, Đinh Thược Dược và Kiếm Linh như lâm đại địch, Kiếm Linh càng muốn trực tiếp ra tay nhưng bị Đinh Thược Dược ngăn lại. Nàng chỉ cần một ý niệm là đủ giết chúng ta. Đinh Thược Dược nói, chỉ cần Minh nữ thông trị cường giả thánh địa, Hà Chí Tôn sẽ lập tức đến nơi đây, khi đó, các nàng không có cơ hội sống sót. Bởi vì Dương Diệp lúc này căn bản không có khả năng thi triển kiếm vực lần thứ hai. Minh nữ nhìn Đinh Thược Dược, nói. Số mệnh luân hồi, không nghĩ tới người lại có thể nhịn được lực lượng hấp dẫn, khó được. Sắc mặt Đinh Thược Dược biến hóa, lúc này, ánh mắt Minh nữ nhìn lên người Dương Diệp, nhìn mái tóc bạc của Dương Diệp, nàng cau mày nói. Đây là cái giá phải trả khi cố gắng thi triển kiếm vực sao? Đúng lúc này, đột nhiên Dương Diệp mở hai mắt ra. Ngộ cái gì? Minh nữ nói. Dương Diệp cong ngón búng ra, một đám kiếm ý bắn ra ngoài, khi nhìn thấy tia kiếm ý này, Minh nữ biến sắc, thân thể nàng lui nhanh, nàng không dám chạm vào kiếm ý đó. Kiếm ý bắn vào gốc đại thụ, dễ dàng xuyên thủng đại thụ, nhưng Kiếm Linh cùng Đinh Thược Dược cũng khiếp sợ giống Minh nữ. Bởi vì gốc đại thụ héo tàn trong nháy mắt, cuối cùng, tại nó hóa thành bụi bặm trong mắt ba nàng. Pháp tắc. Minh nữ ngưng trọng nói một câu. Dương Diệp mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay là một đám kiếm ý, Dương Diệp nói. Trước kia, khi tử khí bao phủ cơ thể ta chính thức cảm nhận được cái gì gọi là tử vong, loại cảm giác này rất kỳ diệu, thực rất kỳ diệu, chỉ có thể hiểu, không thể nói ra. Nói xong, Dương Diệp cong ngón búng ra, kiếm ý trong tay lại bắn vào gốc đại thụ khác. Giống như lúc trước, gốc đại thụ kia héo rũ, cuối cùng hóa thành một đống bụi bặm. Dương Diệp nói, mọi vật trên thế gian đều tiêu vong, đây là pháp tắc thiên đạo chí cao vô thượng, cũng là định luật vĩnh hằng không thay đổi. Ta gọi kiếm ý này là tiêu vong kiếm ý. Tốt cho tiêu vong kiếm ý. Bên cạnh, Kiếm Linh mừng như điên, nói, thế gian có tất cả pháp tắc, có tất cả đại đạo, ta không biết tiêu vong pháp tắc mạnh bao nhiêu, nhưng khẳng định có xếp hạng rất cao. Minh nữ cũng nói, trong kiếm ý ẩn chứa tiêu vong lực, không bàn mà hợp ý thiên đạo, trừ mấy chí cường giả trên thế giới này, người nào chúng cũng phải chết. Người thì sao? Dương Diệp nói. Minh nữ nói. C. Nếu như người thi triển kiếm vực, sau đó thi triển tiêu vong lực trong kiếm vực, ta sẽ chạy xa bao nhiêu thì xa bấy nhiêu. Người hiện tại lại không thể thi triển kiếm vực. Người tới giết ta sao? Dương Diệp nói. Minh nữ nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Dương Diệp nói, không thể giết người, nhưng ngươi lúc trước không dám đón đỡ, nói cách khác, nó có thể sinh ra uy hiếp với người, đúng không? Đúng. Minh nữ nói. Nếu như ta tới giết ngươi,
Hiện tại các ngươi không có khả năng đứng ở nơi này, không phải sao? Dương Diệp nói. Minh nữ, ta thật không muốn đối địch với người. Người muốn đi ra ngoài thiên ngoại thiên, ta có thể giúp người, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không thể đi theo thánh địa, người đi theo bọn họ, ta sợ ta có một ngày sẽ trở thành địch nhân chân chính của ngươi. Minh nữ im lặng nửa ngày, nói. Nếu như không giết huyền giả nghịch loại, chúng ta ra không được. Ngươi sai rồi. Dương Diệp nói. Đầu tiên, các ngươi tuyệt đối không giết sạch huyền giả nghịch loại, cho dù các ngươi giết sạch huyền giả nghịch loại, nhưng chính ngươi tự vấn lòng xem, ngươi cảm giác các ngươi còn sống bao nhiêu người. Cho dù huyền giả đại lục chúng ta liên thủ với thánh địa các ngươi cũng không thể giết sạch huyền giả nghịch loại, nhiều lắm là lưỡng bại câu thương, mà thời điểm đó, chúng ta không có năng lực phản kháng khi đối mặt với người thiên ngoại thiên. Minh nữ trầm mặc. Dương Diệp lại nói. Ngươi biết thánh địa cùng huyền giả nghịch loại đánh chủ ý gì không? Bọn họ muốn máu sông thiên lộ, ngươi khẳng định không rõ cái gì gọi là máu sông thiên lộ. Bọn họ muốn tiêu diệt sạch người của huyền giả đại lục và thánh địa, cuối cùng, lợi dụng máu tươi, oán niệm, sát khí của mấy trăm tỷ người đánh thông thiên lộ. Nói cách khác, thế giới này, người dưới bán thánh đều phải chết, ngươi hiểu chưa? Minh nữ khiếp sợ, nói. Lời ấy là thật. Dương Diệp nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi sao? Trong mắt Minh nữ vẫn không dám tin tưởng. Dương Diệp nói. Chính ngươi ngẫm lại, lúc huyền giả nghịch loại đồ sát người bên ngoài cổ thánh thành các ngươi có cường giả ra đi cứu người không? Không có, một cường giả cũng không ra khỏi thành. Đương nhiên, việc này có thể nói là huyền giả nghịch loại quá mạnh mẽ, những cường giả kia không muốn không sợ hy sinh, nhưng ngươi tin tưởng lời này sao? Hai đại chí tôn. Còn có mấy chí cường giả của thánh địa, nếu bọn họ ra khỏi thành, huyền giả nghịch loại cản được bọn họ sao? Kiếm Linh cũng nói, hiện tại thánh địa chỉ lưu lại bán thánh và những người sắp đạt tới bán thánh, mà những người còn lại đều có thể chết đi. Đương nhiên, ngươi mặc dù chỉ là tôn giả cảnh, nhưng ta tin tưởng, thánh địa tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi chết, cho nên, ngươi có thể trở thành một người trong bọn họ, lợi dụng tánh mạng vô số người để đổi lấy cơ hội sống sót. Minh nữ đứng im lặng thật lâu, nhưng sau đó xoay người rời đi, đi một hồi, nàng đột nhiên dừng bước lại, nói. Chết bao nhiêu người với ta mà nói không sao cả, nhưng ta sẽ không dùng mạng người khác để sống sót, ta cũng không ký thác hy vọng vào thân người khác. Sau khi quay trở về cổ thánh thành, ta sẽ bế quan, ta sẽ dùng thời gian ngắn đạt tới bán thánh, khi đó, nếu ta không thể lao tới thiên ngoại thiên, đó là mạng của ta đã rơi vào tuyệt lộ. Ngươi cũng cố gắng lên. Nói xong, Minh nữ hóa thành tia sáng biến mất phía chân trời. Nàng mới tôn giả cảnh. Đột nhiên, Đinh Thược Dược nói một câu. Nghe vậy, Dương Diệp và Kiếm Linh đều khiếp sợ. Cho tới nay, bọn họ đều xem nhẹ một điểm, đó chính là cảnh giới của Minh. Nữ. Từ đầu đến cuối, Minh nữ cũng chỉ là tôn giả cảnh mà thôi, mà nàng lại có thể chém giết cường giả bán thánh, càng có thể đánh ngang nhau với Dương Diệp cảnh giới hoàng giả cảnh. Rốt cuộc thực lực của nàng mạnh bao nhiêu? Kiếm Linh nói. Dù cho ta sử dụng kiếm vực tăng thêm tiêu vong kiếm ý, chỉ sợ cũng không cách nào đánh chết nàng. Dương Diệp nói, Minh nữ giống An Nam Tính, là những người hắn không nắm chắc đánh thắng trong thế hệ trẻ. Ngươi bây giờ ý định như thế nào? Kiếm Linh nói. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, Đinh Thược Dược nói. Huyền giả đại lục, chúng ta tạm thời không thể quay về. Có Mạc lão cùng Lục Tiền Bối thủ tại đó, huyền giả đại lục tạm thời còn không có nguy hiểm, nhưng khi đám huyền giả nghịch loại giết người thánh địa gần đủ rồi, chỉ sợ bọn họ sẽ ra tay với huyền giả đại lục, khi đó, Mạc lão cùng Lục Tiền Bối khẳng định không ngăn được bọn họ. Nói đến đây, Đinh Thược Dược lại nói. Đương nhiên, so với vấn đề này, càng lửa xém lông mày là tuổi thọ của ngươi, ngươi không có bao nhiêu thời gian sống. Bởi vậy, chúng ta phải mau chóng tìm được thiên tài địa bảo có thể tăng tuổi thọ của ngươi lên, đây mới là việc chúng ta cần làm hiện tại. Bởi vì nếu như ngươi chết, huyền giả đại lục sẽ không còn hy vọng. Kiếm Linh, ngươi có thể luyện chế bao nhiêu kiếm nô? Dương Diệp hỏi. Vô hạn. Kiếm Linh nói. Dương Diệp nói. Huyền giả đại lục, thánh địa, còn có huyền giả nghịch loại, thực lực chúng ta là yếu nhất, bởi vì cường giả bán thánh của chúng ta. Bất kể là số lượng hay chất lượng đều không bằng, cho dù tuổi thọ của ta tăng lên, hơn nữa trở về, có khả năng cũng không làm nên chuyện gì. Đôi mắt Đinh Thược Dược sáng ngời, nói.
Người ý muốn thu thập thi thể cường giả bán thánh của thánh địa. Biện pháp này vô cùng tốt, nhưng hôm nay cường giả thánh địa có đầu rụt cổ trong cổ thánh thành, mà bên ngoài cổ thánh thành còn có thi thể của huyền giả nghịch loại, cho nên, muốn đại tượng thu thập thi thể của bọn họ là chuyện không có khả năng. Không có thi thể, chúng ta sẽ chế tạo thi thể. Dương Diệp nói, biện pháp này rất tốt. Kiếm Linh nói, chỉ cần chúng ta có thể có được đại lượng thi thể cường giả bán thánh, đặc biệt là huyền giả nghịch loại, thực lực của chúng ta sẽ gia tăng thật lớn, nhưng làm việc này phải cẩn thận, ngàn vạn không nên dẫn huyền giả nghịch loại bán thánh cao cấp tới, với thực lực của ngươi hiện tại, tuy có thể tạo thành uy hiếp lên bán thánh cao cấp nhưng không thể giết bọn họ. Dương Diệp gật gật đầu, nói, ta đây biết rõ, phải dùng tìm kiếm thiên tài địa bảo gia tăng tuổi thọ làm chủ. Ninh Thược Dược nhắc nhở. C. Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, ta nghĩ, người cổ thánh thành sẽ không nghĩ chúng ta còn quay về. Đương nhiên, cẩn thận vẫn hơn. Dương Diệp gật đầu, nói. Cấp bách, hiện tại đi. Đợi một chút. Kiếm Linh nói. Tiểu gia hỏa màu tím của ngươi là gì? Tiểu gia hỏa. Dương Diệp khẽ giật mình, lập tức tra xét Hồng Mông Tháp, lúc này tiểu gia hỏa đang nằm trong đó, chung quanh có vô số tử khí rót vào người của nàng. Trên người nàng tỏa ra ánh sáng tím mê ly. Nàng sắp tấn cấp từ khi nào? Dương Diệp kinh ngạc nói. Kiếm Linh lắc đầu, nói. Đoán chừng đã bắt đầu từ sớm, nhưng năng lượng trên người tiểu gia hỏa này cực kỳ không ổn định, thỉnh thoảng sẽ bộc phát ra ánh sáng tím nổ tung, sau khi nổ tung sẽ tạo thành sát thương rất lớn. Tâm thần của Dương Diệp chìm vào trong cơ thể, quả nhiên, như Kiếm Linh nói, trên người tiểu gia hỏa thỉnh thoảng bắn ra vài đạo ánh sáng tím. Nhưng ánh sáng tím này lóe sáng và nổ tung, nơi nổ tung xuất hiện lỗ đen. Nàng đang làm cái gì? Dương Diệp nói. Kiếm Linh nói. Nàng sắp tấn cấp, dường như không khống chế được. Có thể gặp nguy hiểm hay không? Dương Diệp hỏi. Kiếm Linh lắc đầu, nói. Chắc có lẽ không. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lúc này, phía chân trời sinh ra tiếng nói. Ồ, nơi này có vài con cá lọt lưới. Một bán thánh. Hai con sâu cái kiến, ha ha, tiện nghi ta. Nói xong, một bàn tay khổng lồ bao phủ đám người Dương Diệp vào trong. Thử tiêu vong kiếm ý của ngươi xem, để cho chúng ta xem nó mạnh thế nào. Kiếm Linh nói. Dương Diệp gật gật đầu, cong ngón búng ra, một đám kiếm ý thuần túy bắn ra ngoài. A hát, kiếm ý của ngươi là gì? Phía chân trời, một tiếng nói sợ hãi vang lên. Rất nhanh. Một gã nam tử áo đen xuất hiện trước mặt đám người Dương Diệp, lúc này, bàn tay người áo đen đã khô hé giống như cây khô ngàn năm. Không chỉ như thế, sinh cơ trong người hắn biến mất nhanh như nước rút. Nam tử vốn trẻ trung, hiện tại hắn già yếu với tốc độ cực nhanh. Làm sao có thể? Nam tử hoảng sợ nhìn hai tay của mình, lúc này, đôi tay của hắn khô héo như gỗ mục, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Nói cho ta biết. Kiếm ý của ngươi là gì? Tiêu vong. Dương Diệp nói. Tiêu vong. Ánh mắt nam tử mờ mịt, thấp giọng thì thào một câu, sau đó hắn cứng đờ, một cơn gió nhẹ thổi qua, thân thể nam tử biến thành bụi bặm bay đi. Thật mạnh. Ninh Thược Dược trầm giọng nói một câu. Kiếm Linh nói. Cái gọi là tiêu vong, cho dù là vũ trụ minh mông cũng tử vong, cho dù là tinh vực cũng có lúc tử vong, huông chi là người. Tiêu vong pháp tắc của Dương Diệp là vô địch. Ninh Thược Dược nói. Kiếm Linh lắc đầu, nói. Trên đời có vô số pháp tắc, mỗi một chủng pháp tắc đều có chỗ cường đại của nó. Không nói cái khác, pháp tắc của Minh Nữ cũng không yếu hơn Dương Diệp, thậm chí còn mạnh hơn pháp tắc của Dương Diệp. Pháp tắc của Minh Nữ là gì? Dương Diệp hỏi. Âm dương pháp tắc. Kiếm Linh nói. Nghịch chuyển âm dương, điên đảo càn khôn. Nghịch chuyển âm dương. Điên đảo càn khôn cũng không có gì, nếu như nàng có thể nghịch chuyển pháp tắc, điên đảo pháp tắc, đừng nói là ngươi, cho dù là sư phó Mạc lão của ngươi cùng Lục Tiền Bối nhìn thấy nàng cũng phải chạy trốn. Dương Diệp thở một hơi thật dài, ngẩng đầu nhìn lên trời, nói. Kiếm Linh, đám người thiên ngoại thiên rất mạnh sao? Kiếm Linh gật đầu, nói. Không phải nói thiên phú của bọn họ tốt hơn người thế giới này, cũng không phải nói các ngươi đi thiên ngoại thiên sẽ như con sâu cái kiến. Trước có kiếm tông tổ sư Tiêu Giao Tử, dùng thiên phú cùng thực lực của hắn, cho dù đi thiên ngoại thiên cũng là tồn tại đỉnh cấp. Mà gần có người cùng Minh Nữ,
Còn có An Nam Tĩnh, thiên phú của các ngươi đặt tại thiên ngoại thiên cũng thuộc hàng ngũ kinh diễm. Vì sao thế giới này yếu như vậy? Ninh Thược Dược nói. Kiếm Linh trầm mặc hồi lâu, nói. Có rất nhiều nhân tố, một tinh vực có vô số thế giới tạo thành, trong vô số thế giới bên tự nhiên có mạnh có yếu. Giống như huynh đệ cùng phụ mẫu sinh ra, thành tựu của mấy huynh đệ sẽ có tốt có xấu. Đương nhiên, chính yếu nhất chính là cường giả thế giới này quá yếu, quá ngu xuẩn. Nói như thế nào, Dương Diệp nói. Kiếm Linh nói. Bất cứ thế giới nào bị phong bế đều xuống dốc, cường giả thế giới này lúc trước quá ngu xuẩn, không có dẫn thế giới này vào thiên ngoại thiên, dung làm một thể với bên ngoài, bởi vậy, công pháp và huyền kỹ và văn minh của thế giới kém bên ngoài quá xa. Ngay từ đầu không có ảnh hưởng gì, nhưng lâu dài sẽ như hiện tại. Nói đến đây, Kiếm Linh nói. Rớt lại phía sau sẽ bị đánh, sẽ bị khi dễ, hiểu chưa? Kiếm Tông Tổ Sư lúc trước mạnh như vậy, vì sao hắn không mang thế giới này ra ngoài? Dương Diệp hỏi. Kiếm Linh lắc đầu, nói. Song quyền nan địch tứ thủ, hắn một người mạnh hơn nữa còn có thể đánh thắng thiên ngoại thiên. Phải biết rằng, phía trên thiên ngoại thiên còn có vô số người mạnh hơn hẳn. Lúc trước tất cả thế lực thiên ngoại thiên đều muốn tiêu diệt huyền giả nghịch loại, nếu như Kiếm Tông Tổ Sư muốn dẫn thế giới đi ra ngoài, vậy thì ý nghĩa sẽ kết thù với vô số thế lực thiên ngoại thiên. Đừng nói hắn, cho dù 10 hắn cũng không đủ, hắn. Nói đến đây, đột nhiên Kiếm Linh dừng lại, nhìn về phía Dương Diệp, nói. Ngươi xong đời. Đúng thế. Ninh Thược Dược đồng ý gật đầu. Dương Diệp cười khổ, đúng là xong đời. Bởi vì nếu như hắn cứu những người huyền giả đại lục thì ý nghĩa hắn dẫn những người này tiến về thiên ngoại thiên, nhưng kể từ đó, tương đương với kết thù với vô số thế lực và cường giả của thiên ngoại thiên. Mười Kiếm Tông Tổ Sư cũng không dám làm việc này, hắn lại dám, chẳng phải hắn sẽ xong đời hay sao? Dương Diệp lắc đầu, nói. Không quan tâm việc này, ta và huyền giả đại lục vẫn tồn tại. Ninh Thược Dược gật đầu, nói. Trời không tuyển đường người, sẽ có đường ra. Phiến thế giới này đã không có trời. Kiếm Linh lạnh lùng nói. Dương Diệp. Không có lãng phí thời gian, Dương Diệp bay về hướng cổ thánh thành. Lúc này hắn chỉ cải biến dung mạo, tóc cũng không sửa, vẫn là màu tuyết trắng. Đương nhiên, hắn không giây phút nào không thi triển kiếm vực đến che giấu khí tức chính mình. Chỉ cần hắn không dùng pháp tắc của kiếm vực công kích sẽ bình yên vô sự. Được Kiếm Linh trợ giúp, Dương Diệp an toàn tiến vào cổ thánh thành. Vừa vào cổ thánh thành, sau khi hắn nhìn thấy tình huống trong cổ thánh thành, Dương Diệp khiếp sợ. Lúc này trong cổ thánh thành đều là thi thể. Hơn nữa trong thành còn có người đang chém giết. Huyền giả nghịch loại đến. Dương Diệp vươn tay nắm một chảo, một người bay vào trong tay hắn, người nọ kinh hãi nhìn Dương Diệp, hắn đang muốn nói chuyện, Dương Diệp lại nói. Nơi này chuyện gì xảy ra? Huyền giả nghịch loại đến. Hiển nhiên nam tử kia đã bị Dương Diệp hù sợ. Không nói sẽ chết. Dương Diệp dùng sức bóp cổ đối phương. Nam tử kia vội vàng nói. Không phải huyền giả nghịch loại, là tất cả mọi người tranh đoạt bảo vật. Bảo vật, nói rõ ràng. Dương Diệp cau mày nói. Nam tử nói. Hai ngày trước, trong cổ thánh thành xuất hiện tiên linh quả giúp người ta đột phá bán thánh. Chỉ cần ăn tiên linh quả này là có thể lập tức đột phá tất cả gông cùm xiềng xích trở thành bán thánh. Nói đến đây, nam tử kích động, trong mắt hắn mang theo thần thái điên cuồng. Không chỉ có một tiên linh quả, có thiệt nhiều đấy. Chỉ cần cướp được tiên linh quả là lập tức đột phá bán thánh. Lập tức trở thành bán thánh. Dương Diệp nói. Ngươi tin sao? Tín. Nam tử nói. Rất nhiều người chúng ta nhìn thấy tận mặt, có người cướp được một quả tiên linh quả và ăn vào, sau đó lập tức trở thành bán thánh, đây chính là thật. Dương Diệp chau mày, hắn nhìn quanh, nói. Nội thành chết rất nhiều người, thánh đường mặc kệ sao? Thánh đường. Nam tử sững sờ, sau đó nói. Ngay từ đầu còn quản, nhưng cuối cùng đã không có động tĩnh. Thì ra là thế. Dương Diệp hiểu đây là âm mưu của Thánh Đường. Thánh Đường không có khả năng tự mình ra tay đi giết những người không đạt tới bán thánh, bởi vì nếu như bọn họ làm như vậy, cổ thánh thành sẽ sinh ra bắn ngược. Nhưng dùng biện pháp này, không chỉ có thể không có bắn ngược, còn giảm rất nhiều khí lực của bọn họ, bởi vì những người này sẽ tự giết lẫn nhau. Mà bọn họ chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt đứng ra vào lúc mấu chốt. Thánh địa đã bắt đầu động thủ. Đối với thánh địa mà nói,
trừ bán thánh ra, những người còn lại chính là vướng víu, bởi vậy, những người này chết đi mới tốt, như vậy còn có thể gia tăng huyết khí sát khí oán khí. Vị đại ca kia, nghe nói có một tiên linh quả xuất hiện tại Bái Nguyệt Điện, hiện tại rất nhiều người đã đi tới Bái Nguyệt Điện, dùng thực lực đại ca ngươi, người đi nhanh sẽ có tiên linh quả. Nam tử còn chưa có nói xong, đột nhiên, Dương Diệp trước mặt hắn đã biến mất. Thật mạnh, nam tử ra đổ mồ hôi lạnh. Mặc dù Dương Diệp có cựu oán với Thánh Địa, nhưng hắn vẫn có cảm tình với Bái Nguyệt Điện, lúc trước nhóm người này đã giúp hắn vào lúc mấu chốt, bởi vậy, hắn tự nhiên không thể ngồi yên không quan tâm tới. Lúc này Bái Nguyệt Điện đã bị người ta vây chật như nêm cối, trong đó, có cường giả hoàng giả cảnh, còn có cường giả tôn giả cảnh, thậm chí còn có huyền giả linh giả cảnh. Bên phía Bái Nguyệt Điện, Mục Thanh Phong dẫn theo đệ tử Bái Nguyệt Điện rằng co với bọn họ, chung quanh bọn họ có rất nhiều thi thể đệ tử Bái Nguyệt Điện. Khăn che mặt của Mục Thanh Phong lúc này nhiễm máu tươi, trên người nàng có hơn 10 vết thương. Cổ Nhạc Tiên, ta nói, Bái Nguyệt Điện không có tiên linh quả. Mục Thanh Phong trầm giọng nói. Cổ Nhạc Tiên hừ lạnh một tiếng, nói. Ngươi nói không có là không có. Mục Thanh Phong, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bằng không thì, hôm nay, tất cả người Bái Nguyệt Điện sẽ chết. Chết như thế quá tiện nghi bọn chúng rồi. Nam tử bên cạnh Cổ Nhạc Tiên nói. Chư vị, đợi tí nữa giết tất cả nam tử của Bái Nguyệt Điện, lưu lại tính mạng cho nữ nhân Bái Nguyệt Điện là số một số hai của Thánh Điện, các vị không nếm thử hương vị của các nàng sao? Yên tâm, đợi tí nữa sẽ cho mọi người nếm đủ, đặc biệt là điện chủ Bái Nguyệt Điện, dĩ vãng nàng luôn cao cao tại thượng, hôm nay, ta sẽ biến nàng thành nữ nhân dưới háng của mọi người. Ha ha, rất tốt, lão tử sớm muốn chơi đám nữ nhân này rồi. Ngu sao mà không chơi? Ha ha. Chấm chấm chấm. Một bên, người Bái Nguyệt Điện giận dữ, bọn họ muốn động thủ nhưng lại bị Mục Thanh Phong ngăn lại, ánh mắt Mục Thanh Phong nhìn nam tử bên cạnh Cổ Nhạc Tiên, nói. Lâu Thiên, Cổ Nhạc Tiên, các ngươi thiết kế cục diện hiện tại đúng không? Đúng thì thế nào? Lâu Thiên lạnh lùng nói. Dương Man không ở đây, Bái Nguyệt Điện các ngươi phải trả giá thật nhiều. Yên tâm, chờ sau khi chơi xong nữ tử Bái Nguyệt Điện. Ta sẽ không để các nàng chết, ta sẽ phế bỏ tu vi các nàng, sau đó đặt trên đường, khi đó sẽ có vạn người cưỡi. Mục Thanh Phong ngươi cũng không ngoại lệ. Ngày đó ta muốn Phù Cẩm Tiên, Bái Nguyệt Điện các ngươi lại ngăn cản, hôm nay, ta sẽ cho các ngươi biết rõ, lúc trước các ngươi giúp Dương Man sẽ phải trả giá thật nhiều. Cổ Nhạc Tiên nói, nam giết không tha, nữ lưu lại, giết. Nói xong câu này, Lâu Thiên dẫn người phóng về phía Bái Nguyệt Điện. Ngay từ đầu, rất nhiều người giết chóc mục đích là vì tiên linh quả, dù sao loạn thế đã tới, có thực lực cường đại mới sống sót, nhưng dần dần, rất nhiều người giết chóc đã không phải là vì tiên linh quả. Không có trật tự, dã tâm cùng tự dục của mọi người dần dần bộc lộ ra. Nhìn xem Cổ Nhạc Tiên và Lâu Thiên xông tới, trong mắt Mục Thanh Phong bắn ra thần thái kiên quyết, trong người nàng bộc phát khí thế cường đại. Tất cả đệ tử Bái Nguyệt Điện nghe lệnh, tử chiến đến cùng. Nàng rất rõ ràng, cho dù đầu hàng, những người này cũng không bỏ qua Bái Nguyệt Điện, đặc biệt là nữ tử của Bái Nguyệt Điện, bởi vậy, chỉ có tử chiến. Bằng các ngươi, Cổ Nhạc Tiên và Lâu Thiên xông tới trước mặt Mục Thanh Phong. Dùng thực lực Mục Thanh Phong, một mình đối mặt một người còn có thể chống lại, nhưng đối mặt hai người, đặc biệt là Cổ Nhạc Tiên, nàng căn bản không phải đối thủ, huống chi hai người liên thủ. Chỉ qua một lúc, nàng bị đánh bay ra xa. Điện chủ. Nhìn thấy cảnh này, vô số đệ tử Bái Nguyệt Điện gào lên. Mục Thanh Phong phun ra một ngụm máu, lúc nàng muốn đứng lên, Lâu Thiên đã đạp vào bụng HCU của nàng, làm cho nàng phun ra một ngụm máu lần nữa. Lâu Thiên và Cổ Nhạc Tiên đều cười dâm đãng. Cổ huynh, ngươi tới trước. Ta đây việc đáng làm thì phải làm. Nàng giống như chim non, âm dương song tu với nàng, nói không chừng ta có cơ hội trùng kích bán thánh. Cổ Nhạc Tiên cười dâm tà. Sau đó hắn đi đến BCN cạnh Mục Thanh Phong, đúng lúc này. Phanh! Cổ Nhạc Tiên trực tiếp bay ra ngoài, hắn đâm đầu vào vách đại điện tạo ra tiếng nổ lớn. Tất cả mọi người dừng lại, ánh mắt nhìn sang vị trí Cổ Nhạc Tiên vừa đứng lúc trước, nơi đó có một nam tử tóc bạc. Nam tử này tự nhiên là Dương Diệp, sau khi biết Bái Nguyệt Điện gặp nguy hiểm thì hắn đã chạy tới, cũng may, hắn không có tới muộn. Dương Diệp đi tới bên cạnh Mục Thanh Phong. Lâu Thiên đang đạp vào bụng Mục Thanh Phong nheo mắt nhìn,
hắn trầm giọng nói. Các hạ là ai? Thực lực cổ nhạc tiên vượt qua hắn, nhưng hắn không có lực hoàn thủ trước mặt nam tử này, không cần phải nói, thực lực đối phương mạnh hơn hắn quá nhiều. Dương Diệp không để ý tới Lâu Thiên, hắn nhìn về phía Mục Thanh Phong, nói. Thật có lỗi, là ta gây phiền toái cho Bái Nguyệt Điện. Là ngươi. Ánh mắt Mục Thanh Phong mở to, nàng vẫn không tin nổi. Phốc. Lúc này, Lâu Thiên dùng sức đạp mạnh, Mục Thanh Phong lại phun máu tươi lần nữa, hắn nhìn Dương Diệp, nói. Không cần biết ngươi là ai, không được tới đây, bằng không nữ nhân này phải chết. Ngươi tin không? Lâu Thiên dừng nói chuyện. Bởi vì có một bàn tay bóp cổ hắn, người đó chính là Dương Diệp. Lâu Thiên mở to mắt ra, đôi mắt như lồi ra ngoài, trong mắt còn mang theo hoảng sợ. Ta không tin. Dương Diệp nói xong câu này, hắn dùng tay bóp mạnh, két sát, một tiếng, Lâu Thiên trợn mắt và chết đi. Dương Diệp nhìn bốn phía, nói. Như thế nào, muốn lưu lại ăn cơm sao? Đột nhiên Mục Thanh Phong nói chuyện, trong giọng nói mang theo sát ý lạnh như băng. Về sau được không nào? Dương Diệp nói, hắn cũng muốn lưu tất cả đám người này lại, nhưng nếu hắn giết tất cả những người này, tất nhiên sẽ kinh động người của Thánh Đường, đến lúc đó, chuyện này sẽ có phiền toái. Không đợi Mục Thanh Phong nói chuyện, những người chung quanh rút lui như thủy triều, không đến 2 giây, tất cả mọi người đã rút đi. Trong đại điện Bái Nguyệt Điện, chỉ có Dương Diệp cùng Mục Thanh Phong. Không nghĩ tới ngươi lại tới đây. Mục Thanh Phong nói. Dương Diệp xuất ra một viên hỏa tinh thạch ngàn năm đưa cho Mục Thanh Phong. Mục Thanh Phong liếc mắt nhìn Dương Diệp, cũng không cự tuyệt, tiếp nhận hỏa tinh thạch ngàn năm, nói. Ngươi đi nhanh đi, nơi này quá nguy hiểm. Gia gia nãi nãi của ngươi đâu? Dương Diệp hỏi, nhưng hắn nhớ rõ, gia gia cùng nãi nãi của Mục Thanh Phong chính là cường giả bán thánh. Chết! Trong mắt Mục Thanh Phong bắn ra sát ý. Khi cổ thánh thành bắt đầu đại loạn, bọn họ đã bị giết, ta biết rõ, nhất định là cổ gia và Lâu gia làm, ta đi tìm thánh đường, nhưng thánh đường lại bỏ qua. Dương Diệp, nói cho ta biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao cổ thánh thành hôm nay biến thành như vậy? Dương Diệp nói, ngươi tin tưởng ta không? Ta còn có thể tin tưởng ai? Mục Thanh Phong nói. Dương Diệp nói. Trong cổ thánh thành, tất cả người dưới bán thánh đều có khả năng sẽ chết. Đây là ý của thánh đường. Mục Thanh Phong hỏi. Dương Diệp gật đầu. Vì cái gì? Mục Thanh Phong lại hỏi. Dương Diệp nói việc của thánh đường ra cho nàng biết, hồi lâu, Mục Thanh Phong nói. Thì ra là thế, khó trách cổ thánh thành xuất hiện tiên linh quả, khó trách người thánh đường giữ im lặng, khó trách. Thì ra tất cả đều là chủ ý của thánh đường. Nói xong. Mục Thanh Phong vừa muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị Dương Diệp cản lại. Ngươi muốn công bố âm mưu của Thánh Đường ra ngoài. Đương nhiên. Dương Diệp lắc đầu, nói. Không nói người trong cổ Thánh Thành sẽ không tin tưởng ngươi nói, cho dù bọn họ tin tưởng, sau đó toàn bộ liên hợp phản kháng, nhưng người cảm thấy bọn họ có thể phản kháng được những cường giả bán thánh của Thánh Đường sao? Ngươi làm như vậy chính là muốn người cổ Thánh Thành chết nhanh hơn mà thôi. Còn nữa. Nếu người bây giờ đi ra ngoài nói những chuyện này, chỉ sợ người sẽ chết đầu tiên. Mục Thanh Phong trầm mặc hồi lâu, nói. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nhìn âm mưu của Thánh Đường thực hiện được sao? Dương Diệp nói. Người có nguyện ý đi huyền giả đại lục hay không? Mục Thanh Phong nao nao, lập tức trầm mặc hồi lâu, nói. Nguyện ý. Ở tại chỗ này, chết lúc nào cũng không biết, mà lại trong tay người mình. Nàng không có năng lực cải biến việc này, nàng có thể làm chính là thoát đi. Dương Diệp gật gật đầu, nói. Đợi tí nữa ta mang ngươi ra khỏi thành, sau đó ngươi tiến về huyền giả đại lục. Ngươi bây giờ là người thánh đường, tiến về trước huyền giả đại lục, cường giả thánh địa thủ trước khi truyền tống trận đi huyền giả đại lục sẽ không cản ngươi. Đám người khác trong cổ thánh thành làm sao bây giờ? Mục Thanh Phong hỏi. Dương Diệp nói. Mặc kệ. Hắn tới cổ thánh thành cũng không phải làm chúa cứu thế, hắn lại không thể không quan tâm đám người Mục Thanh Phong, đó là vì hắn có tình cảm ở đây, về phần những người khác có quan hệ gì với hắn. Mục Thanh Phong, Dương Diệp nói, ngươi chọn ra một ít đệ tử Bái Nguyệt Điện, tốt nhất là ngươi tâm phúc, đợi tí nữa ta mang theo các ngươi ra khỏi thành, nhớ lấy, là tâm phúc, không phải tâm phúc không thể báo cho, bằng không thì sẽ hại chết các ngươi. Mục Thanh Phong gật đầu.
nàng cũng không phải là người tính tình mềm yếu, quay người đi ra khỏi đại điện, không đến một phút đồng hồ, nàng đã dẫn theo một nhóm người xuất hiện trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp giật mình, bởi vì Mục Thanh Phong mang đến gần 300 người. Mục Thanh Phong cũng biết mình dẫn hơi nhiều, lập tức nói khẽ. Ta thật sự không đành lòng nhìn bọn họ chết tại đây. Dương Diệp thấp giọng thở dài, ánh mắt nhìn các đệ tử Bái Nguyệt Điện, sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Chắc hẳn Thanh Phong đã nói cho các người biết, hiện tại, các người nguyện ý đi theo ta ra khỏi thành hay không, không muốn, có thể rời đi. Ngươi là Dương Diệp sao? Đột nhiên, một giọng nói vang lên, Dương Diệp ánh mắt nhìn sang, người nói chuyện là Mạc Linh. Nghe được Mạc Linh nói, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn lên người Dương Diệp. Dương Diệp, hai chữ này với bọn họ mà nói như sấm bên tai. Trong mắt mọi người, Dương Diệp gật đầu, nói. Dương Diệp là ta, Dương Man cũng là ta. Mọi người xôn xao, mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn Dương Diệp, dường như muốn nói, tại sao hắn lại dám tới thánh địa. Ngươi còn dám tới thánh địa. Mạc Linh trầm giọng nói. Dương Diệp khoát tay, nói. Bây giờ không phải lúc nói việc này, ta chỉ hỏi các ngươi một câu, các ngươi có nguyện ý đi huyền giả đại lục hay không? Ta không dám cam đoan các ngươi có thể dung nhập vào, nhưng ta có thể bảo chứng, các ngươi không phản bội tê huyền giả đại lục, huyền giả đại lục sẽ không hại các ngươi. Ta nguyện ý đi. Mạc Linh dẫn đầu nói. Cổ Thánh Thành hôm nay đã không phải Cổ Thánh Thành ngày xưa, có thực lực, có thể sằng bậy, không có thực lực, chỉ có thể chịu nhục, bị giết. Hơn nữa, trước kia Lâu Thiên và Cổ Nhạc Tiên chết trong tay của chúng ta, tin tưởng, Lâu Gia và Cổ Gia khẳng định sẽ phái cường giả đến, khi đó, chúng ta chỉ còn đường chết. Mạc Linh nói đúng, ta cũng nguyện ý đi huyền giả đại lục. Ta cũng nguyện ý. Không có bất kỳ người nào lựa chọn lưu lại. Bởi vì Cổ Thánh Thành hôm nay không có thực lực bán thánh, tùy thời có thể sẽ chết đi. Đúng lúc này, Kiếm Linh xuất hiện tại nơi này. Không được. Kiếm Linh nói. Dương Diệp, người không thể mang đi nhiều người như vậy, nhiều người như vậy cùng biến mất, nhất định sẽ kinh động cường giả Cổ Thánh Thành, khi đó các ngươi đều phải chết. Dương Diệp nhíu mày, hắn không nghĩ tới điểm này. Xác thực, hắn căn bản không có khả năng thoáng cái mang nhiều người như vậy ra Cổ Thánh Thành. Thu bọn họ vào Hồng Mông Tháp, biện pháp này có thể, nhưng hắn có thể làm sao như vậy? Hồng Mông Tháp chính là bí mật lớn nhất của hắn. Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp nói. Ta có biện pháp mang các ngươi đi ra ngoài, nhưng các ngươi nhất định phải ngủ say mới được. Nói thực ra, biện pháp này của ta không thể để cho người ngoài biết rõ. Nếu để cho những người này mê man, sau đó bỏ bọn họ vào Hồng Mông Tháp cũng không sao. Tất cả mọi người do dự. Bởi vì như vậy không khác gì giao sinh tử vào tay người khác. Ta nguyện ý. Mục Thanh Phong dẫn đầu nói. Quả nhiên, sau khi Mục Thanh Phong tỏ thái độ, có rất nhiều đệ tử Bái Nguyệt Điện đồng ý. Dương Diệp nhìn về phía Kiếm Linh gật đầu, đang muốn động thủ, lúc này, bên ngoài đại điện Bái Nguyệt Điện có tiếng quát lớn vang lên. Giết người Cổ ra ta, Bái Nguyệt Điện các ngươi thật lớn mật, chết đi cho ta. Nói xong. Oanh. Toàn bộ đại điện Bái Nguyệt Điện sụp xuống, vô số khói bụi phóng lên trời. Trên không bên ngoài Bái Nguyệt Điện, một lão giả áo bào trắng và lão giả áo đen đứng trên bầu trời. Nhìn thấy đại điện Bái Nguyệt Điện phía dưới hóa thành bột mịn, lão giả áo đen cau mày, nói. Toàn bộ chết. Lão giả áo bào trắng hừ lạnh một tiếng, nói. Lão phu ra tay, bọn chúng còn có thể sống hay sao? Bái Nguyệt Điện thật sự can đảm, cũng dám giết người Cố gia ta. Lão phu thật sự xúc động, không nên giết bọn chúng như thế, có lẽ nên bắt bọn chúng lại, sau đó rút hồn phách bọn chúng để đốt đèn trời. Lão giả áo đen lắc đầu, hắn nói. Cổ Đàm, người có cảm thấy lạ hay không? Lạ ở chỗ nào? Lão giả áo bào trắng nói. Lão giả áo đen nói. Dùng thực lực của ngươi, quả thật có thể miểu sát bọn họ, nhưng ngươi lúc trước cũng không dùng toàn lực, ngươi không dùng toàn lực thì đám người kia còn sống không ít. Không phải ta hoài nghi thực lực của ngươi, có lẽ ngươi cũng rõ, trong Bái Nguyệt có mấy người thực lực không tệ. Cổ Đàm trầm ngâm một hồi, thần thức dò xét phế tích bên dưới, hồi lâu, hắn thu hồi thần thức, trong mắt xuất hiện thần thái dữ tợn, nói. Không có bất kỳ thi thể, cũng không có bất kỳ vết máu nào, có người ra tay cứu bọn họ. Sẽ là ai? Sắc mặt lão giả áo đen ngưng trọng.
Mặc dù Cổ Đàm tức giận nhưng có vẻ mặt lại ngưng trọng, đối phương có thể vô thanh vô tức cứu đi mấy trăm người trước mặt bọn họ, điều này nói rõ, thực lực đối phương đã vượt qua bọn họ. Có phải đám người Hà Chí Tôn hay không? Lão giả áo đen nói. Cổ Đàm lắc đầu, nói. Không phải là Hà Chí Tôn, nếu như là hắn, hắn chỉ cần đi ra nói một câu, chẳng lẽ chúng ta còn có thể không cho hắn mặt mũi hay sao? Lão giả áo đen thấp giọng thở dài, nói. Tính toán, không đi truy cứu việc này. Thế đạo hôm nay, cho dù là bán thánh cũng không an toàn. Ta và ngươi nên quay về tu luyện, tranh thủ sớm ngày bước vào bán thánh cao cấp, kể từ đó, tương lai có cơ hội sống sót. Vèo. Đúng lúc này, dưới phế tích có giọng nói nhỏ vang lên, rất nhỏ nhưng Cổ Đàm cùng lão giả áo đen cũng nghe được. Cút ra đây cho ta. Cổ Đàm gầm lên một tiếng, bàn tay hắn đánh mạnh vào phế tích. Tiếng nói nhỏ lại vang lên. Cổ Đàm và lão giả áo đen nhìn nhau, hai người không do dự đuổi theo. Rất nhanh, hai người tới trước cửa thành. Hắn ra khỏi thành. Lão giả áo đen trầm giọng nói. Đuổi theo không? Hại trận hộ thành cổ thánh thành chỉ có thể ra không thể vào. Đuổi theo. Ánh mắt Cổ Đàm đầy hung ác. Ta thấy người nọ có công phu ẩn nấp mạnh hơn chút ít, nhưng thực lực còn không cao, không nên để hắn trốn. Lão giả áo đen nói. Cổ Đàm, bỏ đi. Người này có một ít quỷ dị. Hôm nay chúng ta đã phá hủy Bái Nguyệt Điện, xem như báo thù cho hậu bối của chúng ta. Người nọ đã cứu những đệ tử Bái Nguyệt Điện, cứ để hắn cứu đi. Dù sao những đệ tử Bái Nguyệt Điện kia cũng không dám xuất hiện tại cổ thánh thành, mất đi cổ thánh thành che chở, bọn họ ra ngoài kia chỉ có một con đường chết. Người này cứu người trước mặt chúng ta, đây là chuyện rất mất mặt, một khi việc này truyền đi, ngươi và ta sẽ trở thành trò cười trong cổ thánh thành. Ngươi sợ thì về đi, ta một người đuổi theo. Cổ Đàm lạnh lùng nói xong câu này, hắn lập tức lao ra khỏi cửa thành. Lão giả áo đen do dự cũng đi ra ngoài, Cổ gia là đệ nhất thế gia trong thánh địa, hắn thật sự không nghĩ đắc tội. Cứ như vậy, hai người đuổi theo mấy ngàn dặm tới một ngọn núi lớn. Cổ Đàm, hình như người này cố ý dẫn chúng ta tới đây. Ánh mắt lão giả áo đen nhìn bốn phía, trong mắt hắn sinh ra thần thái phòng bị. Cổ Đàm cũng cảm thấy không đúng, bởi vì mỗi khi bọn họ sắp mất dấu, đối phương lại phát ra tiếng vang, từ đó bọn họ lại tìm thấy mục tiêu. Như lời lão giả áo đen vừa nói, hắn cũng cảm thấy không thích hợp. Nghĩ tới đây, Cổ Đàm sinh ra thoái ý. Đúng lúc này, một cổ lực lượng thần bí xuất hiện trên thân hai người lập tức từ bán thánh giai rơi xuống hoàng giả cảnh. Chân giới thạch, là Dương Diệp. Lão giả áo đen hoảng hốt, giọng nói của hắn run rẩy, hắn không hề nghĩ ngợi lập tức quay người đào tẩu, mà lúc này, 50 cường giả bán thánh bao vây bọn họ, trong đó, đại bộ phận đều là bán thánh trung cấp. Xong. Cổ Đàm cùng lão giả áo bào đen sợ hãi. 5 giây qua đi. Dương Diệp cùng Kiếm Linh xuất hiện tại vị trí của lão giả áo bào đen và Cổ Đàm, về phần Cổ Đàm và lão giả áo bào đen đã chết. Ngươi quá mạo hiểm. Kiếm Linh trầm giọng nói. Dù người dùng chấn giới thạch chấn áp cảnh giới của bọn họ, lại sử dụng kiếm vực ngăn cách bốn phía, nhưng ngươi cũng đã biết, chỉ cần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai chí tôn của Thánh Đường sẽ lập tức đến nơi đây. Tuy hôm nay chúng ta có gần 50 cường giả bán thánh, lại có chấn giới thạch, nhưng đối mặt với hai chí tôn, cho dù là người nào cũng có thể đánh bại chúng. Ta, Dương Diệp gật đầu, nói. Ta biết rõ, nhưng bỏ mặc hai kiếm nô bán thánh thì quá đáng tiếc, cho nên, ta quyết định đánh cuộc. Kiếm Linh lắc đầu, nàng nhìn Dương Diệp và nói. Bỏ qua việc này, nhưng người Bái Nguyệt Điện không đáng để ngươi liều mạng cứu như thế. Mặc dù đa số bọn họ đều là hoàng giả cảnh, nhưng thế đạo hiện tại, cường giả hoàng giả cảnh còn có thể làm cái gì? Làm pháo hôi cũng không hợp cách. Nghe vậy, đột nhiên Dương Diệp đi đến trước mặt Kiếm Linh, hắn nhìn thẳng vào Kiếm Linh lại không sợ, nàng đối mặt với Dương Diệp, nói. Như thế nào, chẳng lẽ ta nói sai sao? Hay người muốn nói bọn họ đi tới huyền giả đại lục có khả năng giúp đỡ huyền giả đại lục sao? Bọn họ không giúp được cái gì cả. Trái lại, còn có thể sẽ liên lụy chúng ta. Dương Diệp nhìn Kiếm Linh nửa ngày, nói. Kiếm Linh, ngươi không phải người, ta hiểu suy nghĩ của ngươi. Nhưng ngươi phải hiểu một điểm, trên thế giới này có một số việc không phải không có giá trị thì không làm. Lòng dạ đàn bà. Kiếm Linh lạnh lùng nói. Dương Diệp lắc đầu, hắn không tranh luận với Kiếm Linh,
Sau khi kiếm linh dung hợp thần hồn thì tính tình thay đổi, nói nhảm với nàng hoàn toàn không có ý nghĩa. Hắn vung tay phải lên, Mục Thanh Phong xuất hiện, nàng đã hôn mê. Dương Diệp nhìn về phía kiếm linh hừ lạnh một tiếng, cong ngón búng nhẹ, một đám kiếm khí chui vào trong mi tâm Mục Thanh Phong, rất nhanh, Mục Thanh Phong tỉnh lại. Mục Thanh Phong nhìn quanh, nói. Chúng ta đi ra. Dương Diệp gật gật đầu, nói. Tuy hiện tại các ngươi đi ra, nhưng ta sẽ không đưa các ngươi đi huyền giả đại lục, bởi vì truyền tống trận đi thông huyền giả đại lục đã bị cường giả thánh đường mai phục. Mà các ngươi đi, dùng thực lực các ngươi, nếu gặp được huyền giả nghịch loại sẽ chết ngay lập tức, cho nên, các ngươi có hai lựa chọn, một là tạm thời tìm nơi ẩn nấp, hai là, ta mang theo các ngươi, nhưng các ngươi sẽ hôn mê. Mục Thanh Phong trầm mặc hồi lâu, nói. Ngươi không có khả năng bảo hộ chúng ta cả đời, thế đạo này chỉ có thực lực mới có thể sống sót, cho nên, chúng ta đi thôi, chúng ta muốn sống sót bằng thực lực của chính mình. Về phần nguy hiểm, đây là tôi luyện với chúng ta. Dương Diệp nhìn Mục Thanh Phong hồi lâu, hắn vung tay phải lên, hắn thả tất cả thành viên Bái Nguyệt Điện ra ngoài, nói. Ta tôn trọng quyết định của các ngươi, cũng hiểu các ngươi lựa chọn đúng. Bây giờ là loạn thế, theo dựa vào người khác, nhất định không thể thực hiện được, các ngươi chỉ có dựa vào chính mình cố gắng mới có thể sống sót. Huyền giả đại lục vĩnh viễn mở cửa với các ngươi chỉ cần các ngươi nguyện ý, tùy thời có thể gia nhập. Mục Thanh Phong gật đầu, nói. Ngươi bây giờ ý định làm cái gì? Dương Diệp nói. Ta đang chuẩn bị hỏi ngươi một chuyện, ta biết rõ, thánh địa có thiên tài địa bảo có thể gia tăng tuổi thọ tên là thánh linh quả, ngươi biết thứ này nằm đâu trong thánh đường hay không? Thánh linh quả. Mục Thanh Phong nao nao, nói. Ngươi có thân nhân tuổi thọ sắp hết. Dương Diệp lắc đầu, chỉ chỉa vào mình, nói. Là ta tuổi thọ sắp hết, hiện tại ta đi tới cổ thánh thành là vì tìm thánh linh quả. Ánh mắt Mục Thanh Phong dò xét mái tóc bạc của Dương Diệp, nói. Thì ra là thế, ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi cố ý cách ăn mặc thành như vậy, không nghĩ tới là như vậy. Nói đến đây, nàng do dự một hồi, một quả trái cây xuất hiện trong tay của nàng, nói. Đây là thánh linh quả. Dương Diệp sửng sốt, kiếm linh cũng sửng sốt. Mục Thanh Phong nói. Vốn cho ra ra ta dùng, nhưng hắn chưa dùng đã bị giết. Ta giữ lại cũng vô dụng. Cho người đi. Dương Diệp cũng không cự tuyệt, hắn cầm lấy thánh linh quả, hắn trực tiếp nuốt vào, sau một lúc lâu, kiếm linh nói. 10 năm, người bây giờ có 10 năm tuổi thọ, về sau ngàn vạn không nên thi triển kiếm vực đối kháng cường giả không thể đánh lại, bằng không ngươi không có vận may tốt như hai lần trước đâu. Dương Diệp gật gật đầu, hắn xuất ra 10 viên hỏa tinh thạch ngàn năm đưa cho Mục Thanh Phong nói. Ta cũng không lấy không thánh linh quả của ngươi. 10 viên hỏa tinh thạch ngàn năm có tác dụng với ngươi đấy. Mục Thanh Phong cũng không có cự tuyệt, bởi vì đúng như lời Dương Diệp nói, hỏa tinh thạch ngàn năm có tác dụng lớn với nàng. Dương Diệp nhìn đám người Mục Thanh Phong, nói. Các ngươi tự giải quyết cho tốt, hy vọng chúng ta có thể gặp lại. Nói xong, thân hình Dương Diệp khẽ động, hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại chỗ. Lúc này, những người sau lưng Mục Thanh Phong đã tỉnh lại. Mục Thanh Phong thu hồi ánh mắt, quay người nhìn các đệ tử Bái Nguyệt Điện, nói. Hiện tại, chúng ta không mạnh lên, chỉ có một kết quả, đó chính là chết, cho nên, không muốn chết thì liều mạng đi. Không chung, đột nhiên kiếm linh nói. Ngươi bây giờ chuẩn bị làm cái gì? Dương Diệp nói. Ta muốn tổ kiến một chi quân đội toàn cường giả bán thánh cao cấp, hiện tại không có người, cho nên chỉ có thể đi tìm thánh địa và huyền giả nghịch loại. Ngươi cảm thấy bọn họ sẽ cho sao? Kiếm linh nói, không cho, ta sẽ đoạt. Dương Diệp mở ra hình thức săn giết. Hiện tại, hắn nhìn thấy huyền giả nghịch loại liền giết, nhìn thấy cường giả, thánh địa cũng giết. Bất kể là thánh địa hay huyền giả nghịch loại, bọn họ muốn làm chính là dòng máu tươi hàng trăm tỷ sinh linh mở thiên lộ. Mà huyền giả đại lục là nơi Dương Diệp muốn thủ hộ, cho nên, bất kể là thánh địa hay huyền giả nghịch loại đều là địch nhân của hắn. Hơn 50 khôi lỗi bán thánh trung cấp, tăng thêm trấn giới thạch, còn có kiếm linh trợ giúp, cho dù gặp được bán thánh cường đại trong huyền giả nghịch loại, đối phương cũng không có sức hoàn thủ, thậm chí một ít huyền giả nghịch loại bán thánh trung cấp cũng như thế. Năm ngày ngắn ngủn, Dương Diệp đã thu hoạch hơn 20 khôi lỗi bán thánh, trong đó có vài bán thánh trung cấp. Trên một đỉnh núi, Dương Diệp ngồi xếp bằng ở đấy,
năng lượng thiên địa chung quanh liên tục rót vào người của hắn. Năm ngày qua, hắn trừ săn giết huyền giả nghịch loại khắp nơi thì điên cuồng tu luyện. Bởi vì chỉ cần bản thân hắn tấn cấp, trong cơ thể sẽ sinh ra rất nhiều hồng mông tử khí, những khối lỗi bán thánh cũng hấp thu hồng mông tử khí mà đột phá tu vi, nói hắn tiến bộ cực nhanh còn không đủ. Cường giả bán thánh trên huyền giả đại lục quá ít, không chỉ ít, chất lượng còn không bằng thánh địa cùng huyền giả nghịch loại. Nếu như không phải truyền tống trận một lần chỉ có thể truyền tống trăm người, huyền giả đại lục đã không có chút cơ hội nào. Đương nhiên, sở dĩ huyền giả đại lục hiện tại còn bình yên vô sự, nguyên nhân chủ yếu chính là vì huyền giả nghịch loại đem tinh lực đặt vào thánh địa, mà một khư thánh địa bị bọn họ đổ sát không còn, như vậy, bọn họ sẽ ném mục tiêu sang huyền giả đại lục, khi đó, đó là thời điểm sinh tử tồn vong của huyền giả đại lục. Dương Diệp rất rõ ràng, hắn không còn bao nhiêu thời gian. Hô! Dương Diệp mở hai mắt ra, hắn phun ra một ngụm chọc khí, nói. Mưu cốn tại tăng thực lực lên, xem ra không dễ dàng như vậy. Nhưng khá tốt, cho dù không tăng thực lực lên, cũng có thể đạt được chút ít hồng mông tử khí, thật đáng tiếc, không có tăng thực lực lên quá nhiều. Tính toán, chuyện cảnh giới, gấp cũng không được. Lúc này, Kiếm Linh xuất hiện bên cạnh Dương Diệp. Mấy ngày nay giết huyền giả nghịch loại, đều luyện toàn bộ chế thành kiếm nô. Kiếm Linh nói. Dương Diệp gật đầu. Sau đó hắn thu tất cả kiếm nô bán thánh và trong hồng mông tháp, cho những kiếm nô bán thánh kia hấp thu hồng mông tử khí trong hồng mông tháp tăng thực lực lên. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, Dương Diệp cau mày, trong mắt còn mang theo sầu lo. Bởi vì phía chân trời lúc này đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hắn cảm giác được sát khí cùng oán khí nồng đậm, mùi máu tươi làm người ta cảm thấy buồn nôn tới cực điểm. Thánh địa này, trừ cổ thánh thành ra, chỉ sợ những người còn lại đã chết hết. Thời gian của chúng ta không nhiều. Kiếm Linh nói. Ta biết rõ. Dương Diệp nói. Hiện tại xem ra, ý đồ chân chính của huyền giả nghịch loại cũng không phải muốn tiêu diệt thánh địa, bằng không bọn chúng đã sớm đánh cổ thánh thành. Mục đích chính thức của bọn họ là đánh vỡ thiên đường, đạt được hồng mông tử khí, sau đó lập tức thành thánh, cuối cùng đánh lên thiên ngoại thiên. Đây cũng là mục đích của thánh địa. Kiếm Linh nói. Người phải bảo vệ huyền giả đại lục. Ý nghĩa người đồng thời đối địch với thánh địa và huyền giả nghịch loại, nói thực ra, dưới loại tình huống này, ta nhìn không thấy chúng ta có chút hy vọng thắng lợi nào cả. Thử một lần. Dương Diệp hít sâu một hơi, nói. Hơn nữa, cho dù ta buông tha huyền giả đại lục, không đối địch với thánh địa và huyền giả nghịch loại, nhưng bọn họ thì sao? Người cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua ta sao? Sẽ không, bất kể là thánh địa hay huyền giả nghịch loại, bọn họ đều không bỏ qua chúng ta. Kiếm Linh đang muốn nói cái gì đó, đột nhiên phía chân trời xa xa xuất hiện một tia sáng, hai người nhìn nhau, Dương Diệp lập tức tàng hình, hắn trốn sang bên cạnh. Rất nhanh, hai gã nam tử áo đen xuất hiện tại vị trí trước đó của Dương Diệp cùng Kiếm Linh. Huyền giả nghịch loại. Hai người nhìn bốn phía, một gã nam tử trong đó cau mày, nói. Chu Vũ, ngươi không có cảm giác sai. Tên là nam tử Chu Vũ lắc đầu, nói. Ngươi biết. Ta tu luyện công pháp đặc thù, bằng không thì đế quân cũng sẽ không phái ta đến tìm kiếm hung thủ người của giết chúng ta. Ta rõ ràng cảm ứng được nơi này có người, tại sao tới đây lại biến mất? Ngươi nói, rốt cuộc là ai giết người của chúng ta khắp nơi? Nam tử áo đen nói. Tại thánh địa, chúng ta trừ địch nhân là thánh địa ra, còn có những người khác sao? Chu Vũ nói. Tuy cường giả bán thánh trong thánh địa không bằng chúng ta. Nhưng trong đó cũng có một ít chí cường giả, ví dụ như thánh chủ, còn có hai chí tôn, nếu chúng ta gặp được những người này, khẳng định không phải là đối thủ. Nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng, nói. Không hiểu đế quân đang làm cái gì, dùng thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể phá vỡ đại trận phòng ngự của cổ thánh thành, nhưng hắn vẫn không đánh thánh địa, không nên giữ lại đám người cổ thánh thành kia. Thận ngôn. Chu Vũ trầm giọng nói. Lâm Khai. Về sau đừng có nghị luận đế quân, người đã biết rõ thủ đoạn của đế quân, không muôn chê không có chỗ chôn, về sau quản tốt miệng của ngươi. Lâm Khao hừ lạnh nói. Với thực lực của chúng ta hoàn toàn có thêm một lần hành động tiêu diệt thánh địa, chỉ cần diệt thánh địa, huyền giả đại lục sẽ bị giải quyết trong nháy mắt, khi đó, chúng ta có thể tụ tập sát khí cùng oán khí còn có huyết khí mấy trăm tỷ người đánh vỡ thiên đường, chỉ cần phá tan thiên đường, chúng ta có thể lập tức khôi phục thực lực. Đến lúc đó, chúng ta không cần bị áp chế, sẽ đạt được tự do chân chính.
Ánh mắt Chu Vũ nhìn lên bầu trời, trong mắt mang theo một tia giải thoát, nói. Đúng vậy, người kia bảo chúng ta tìm kiếm Hồng Mông Tháp, chúng ta xuyên qua vô số tinh vực, nhưng lại không thấy bóng dáng của Hồng Mông Tháp, vì thế, chúng ta trả giá không biết bao nhiêu mà kể. Hôm nay, đồ vật kinh khủng trong người chúng ta đã chết, chúng ta giải thoát. Lâm Khai nói, sở dĩ chúng ta đi theo Từ Thiên Dạ, chính là hy vọng hắn mang theo chúng ta cùng phá hư thiên đường, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, hắn luôn kéo dài thời gian, ta muốn, hắn khẳng định có bí mật không muốn ai biết. Câm miệng, đột nhiên Chu Vũ quát, ngươi muốn chết chớ liên lụy ta. Nói xong, thân hình hắn khẽ động muốn đi, vào lúc này, Chu Vũ cùng Lâm Khai giật mình, bởi vì có một đạo kiếm quang lóe lên. Xuy. Thân thể Chu Vũ cứng ngắc, ngực của hắn xuất hiện lỗ máu. Một tia sáng xuất hiện, thi thể của Chu Vũ biến mất tại chỗ, một đạo kiếm quang biến mờ rất phía chân trời, cùng lúc đó, một giọng nói vang lên. Là huyền giả nghịch loại, đúng là chết cười ta, yếu như vậy còn dám nói bừa muốn tiêu diệt thánh địa chúng ta, thật sự buồn cười đến cực điểm, trở về nói cho đế quân của các ngươi biết, bảo hắn quỳ trước cổ thánh thành thỉnh tội, bằng không lão tử gặp huyền giả nghịch loại sẽ giết hết. Giết đến khi các ngươi tuyệt chủng. Lâm Khai sững sờ, sau khi nghe thấy lời này, sắc mặt của hắn biến thành màu đen, muốn khó coi bao nhiêu sẽ khó coi bấy nhiêu, trừ khó coi, còn có thêm một tia kiêng kỵ và xấu hổ. Chu Vũ bị một kích của đối phương miểu sát, mà hắn, nhưng hắn không thấy bóng dáng đối phương đâu. Hắn có thể không xấu hổ sao? Có thể không kiêng kỵ sao? Rất nhanh, tất cả cảm xúc của Lâm Khai biến thành phẫn nộ ngập trời. Thánh địa, các ngươi muốn chết. Lâm Khai gào thét như sấm sét. Một giờ sau, trên mặt đất cách đó mấy ngàn dặm, lại có một gã huyền giả nghịch loại bị giết. Tại vị trí của huyền giả nghịch loại chết có dòng chữ bằng máu ghi, kẻ giết người, thánh địa ra ra, huyền giả nghịch loại, chỉ thường thôi, còn dám nói bừa diệt thánh địa ta, tiếp theo chết chính là các ngươi. Cứ như vậy, trong một ngày, mười mấy tên huyền giả nghịch loại chết đi. Tại nơi mỗi tên huyền giả nghịch loại chết đi đều có hàng chữ như thế. Người cổ thánh thành sôi trào. Đám người đang tranh đoạt tiên linh quả cũng dừng lại. Là ai? Chẳng lẽ là Hà Chí Tôn ra tay? Thực châu bò, một ngày liền giết hơn mấy chục huyền giả nghịch loại. Ta còn tưởng rằng huyền giả nghịch loại có bao nhiêu lợi hại, thì ra yếu như thế. Ha ha! Không phải Hà Chí Tôn ra tay thì chính là Mộc Chí Tôn ra tay, các ngươi không có nhìn thấy sao? Mấy ngày nay bọn họ mỗi ngày đều chạy ra ngoài, bọn họ đi ra làm cái gì? Nhất định là đi giết huyền giả nghịch loại. Hà Chí Tôn uy vũ, Mộc Chí Tôn uy vũ. Hà Chí Tôn uy vũ, Thánh Địa uy vũ. Cổ thánh thành lâm vào không khí vui mừng, không còn không khí trầm lắng và huyết tinh như ngày xưa. Trái với cảm xúc của cổ thánh thành tự nhiên là huyền giả nghịch loại. Sau khi vô số huyền giả nghịch loại bị cường giả thần bí của Thánh Địa chém giết, vô số huyền giả nghịch loại tụ tập trước cửa thành cổ thánh thành, hơn nữa càng ngày càng nhiều huyền giả nghịch loại tiến tới cổ thánh thành, không qua bao lâu, tại cửa thành cổ thánh thành tụ tập hơn 1.000 huyền giả nghịch loại, trong đó cũng có không ít bán thánh trung cấp. Ha ha, chó cùng rứt dậu, thấy không, huyền giả nghịch loại chó cùng rứt dậu, bọn chúng gấp gáp tới cắn chúng ta. Trên tường thành cổ thánh thành, có huyền giả thánh đường chỉ vào đám người huyền giả nghịch loại phía dưới và cười to. Kẻ giết người. Thánh địa ra ra, huyền giả nghịch loại, chỉ thường thôi, còn dám nói bừa diệt thánh địa ta, tiếp theo chết chính là các ngươi. Một người chỉ vào huyền giả nghịch loại phía dưới, hắn cười to nói. Nghe thấy chưa, còn dám nói bừa diệt thánh địa ta, tiếp theo chết chính là các ngươi, là toàn bộ các ngươi. Ha ha, muốn chết. Trong huyền giả nghịch loại, đột nhiên một người gầm lên, hắn xuất trưởng đánh thẳng vào cổ thánh thành, một trưởng ấn to lớn đánh thẳng vào tường thành. Ông, một màn sáng xuất hiện bao phủ tường thành cổ thánh thành, trưởng ấn to lớn đánh thẳng vào màn sáng, sau tiếng nổ thì không có gì xảy ra. Ha ha, đến đây, dùng sức một chút, các ngươi chưa ăn cơm sao? Trên tường thành, mọi người cười đùa điên cuồng, giống như muốn phát tiết tất cả áp bách từ huyền giả nghịch loại ra ngoài. Phía dưới, sắc mặt tất cả huyền giả nghịch loại biến thành đáng sợ, trong mắt mọi người, trừ lửa giận thì chính là lửa giận. Một hộ thành đại trận mà thôi, lão tử đến phá. Lúc này, trong đám người huyền giả nghịch loại, đột nhiên có giọng nói vang lên, mọi người đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy một nam tử tóc bạc đi tới dưới tường thành. Trong tay nam tử tóc bạc là một thanh kiếm.
Nam tử này có mái tóc không giống bình thường ra, quần áo không khác gì huyền giả nghịch loại. Nam tử tóc bạc chính là Dương Diệp. Trước kia nghe thấy lời của Chu Vũ cùng Lâm Khai nói với nhau, trong đầu hắn đã nghĩ đến một kế hoạch này chính là kích thích thù hận giữa thánh địa cùng huyền giả nghịch loại. Chỉ có huyền giả nghịch loại và thánh địa khai chiến với nhau, bọn họ mới có thể không cách nào quan tâm tới huyền giả đại lục, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có càng nhiều thời gian làm chuẩn bị. Thánh địa co đầu rút cổ không ra, huyền giả nghịch loại không có biện pháp với cô thánh thành, chỉ có thể đi đô sát tất cả huyền giả bên ngoài cổ thánh thành. Một khi huyền giả bên ngoài cổ thánh thành bị tàn sát hầu như không còn, khi đó mục tiêu của huyền giả nghịch loại sẽ là huyền giả đại lục. Bởi vậy, hắn muốn làm chính là châm lửa cho huyền giả nghịch loại cùng thánh địa đánh nhau. Khi nhìn thấy Dương Diệp xuất hiện, rất nhiều huyền giả nghịch loại cau mày, bởi vì bọn họ không có cảm thụ được cảnh giới của Dương Diệp, cũng chính bởi vì như thế, Dương Diệp biến thành thần bí trong mắt bọn họ. Nhìn thấy Dương Diệp đi về phía cổ thánh thành, rất nhiều huyền giả nghịch loại cũng tiến lên. Dương Diệp đi đến trước của thành, lập tức, một màn hào quang phù văn xuất hiện chung quanh tường thành, lực lượng cường đại tới mức Dương Diệp phải cau mày. Chỉ nhìn một cái, Dương Diệp đã biết rõ, trận pháp này rất mạnh, mạnh phi thường, cho dù hắn thi triển thiên tuyệt kiếm cũng không phá được. Nếu là lúc trước, hắn tự nhiên không có biện pháp, nhưng hiện tại. Trên tường thành, người càng ngày càng nhiều, lúc này, những cường giả thánh địa không còn cười nhạo. Người có thể tu luyện tới hoàng giả cảnh trở lên sẽ không ngu ích đê uẩn, đối phương đã dám đến phá trận pháp, như vậy khẳng định có chút tài năng. Bởi vậy, rất nhiều người lo lắng, bởi vì một khi trận pháp bị phá, huyền giả nghịch loại giết vào trong thành, đó là thời khắc nguy hiểm hàng lâm. Nhanh đi thông chi Hà Chí Tôn, Mộc Chí Tôn. Có cường giả bán thánh địa lập tức đưa ra quyết định, cho dù như thế nào, cũng chỉ có hai vị Chí Tôn ở đây mới làm bọn họ yên tâm. Mà phía dưới, huyền giả nghịch loại tụ tập càng ngày càng nhiều, ban đầu chỉ có hơn ngàn người biến thành gần 2000, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn lên người Dương Diệp. Người thánh địa tập trung tinh thần đề phòng, mà huyền giả nghịch loại đang chuẩn bị tùy thời giết vào. Dương Diệp hít sâu một hơi, trong ánh mắt mọi người, trường kiếm trong tay hắn điểm vào màn sáng. Ông! Màn sáng không ngừng rung động, nhưng màn sáng không bị hao tổn chút nào, người trên tường thành thở ra một hơi, đúng lúc này. Hai tay Dương Diệp nắm chuôi kiếm và xoay tròn, một đám tiêu vong kiếm ý từ xâm nhập vào màn sáng, trong chốc lát, màn sáng sôi lên như dầu nóng. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt đám người trên tường thành thay đổi, mà huyền giả nghịch loại dưới tường thành lại mừng như điên. Các huynh đệ, theo ta giết vào trong. Sau khi màn sáng mở ra một trượng, Dương Diệp lập tức thu kiếm, sau đó hắn hóa thành hào quang bay lên tường thành, tiến vào cổ thánh thành. Không phải hắn không muốn mở lớn hơn. Mà là thật sự không có biện pháp, bởi vì trận pháp quá kinh khủng, có thể mở ra một lỗ như thế đã là cực hạn của hắn. Sau khi Dương Diệp xông vào, vô số huyền giả nghịch loại phía sau hắn cũng lập tức xông vào trong cổ thánh thành. Giết sạch đám tạp chủng thánh địa, lúc trước xem bọn chúng hung hăng càn quấy cỡ nào, nhìn bọn chúng còn dám hung hăng càn quấy nữa hay không, ha ha. Không đến mấy giây, vô số huyền giả nghịch loại đã tiến vào trong cổ thánh thành. Thánh địa tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết, vô số cường giả bán thánh lao tới chém giết huyền giả nghịch loại. Lúc tiến vào cổ thánh thành, Dương Diệp đã ẩn nấp thân thể, hắn cũng không muốn làm chim đầu đàn. Đương nhiên, hắn cũng không có rời đi, mà là tàng hình quét dọn chiến trường. Hai bên chém giết, hắn đạt được lợi lớn nhất. Không đến một phút đồng hồ, hắn đã thu thập hơn 50 thi thể cường giả bán thánh, hơn nữa cường giả bán thánh chết đi càng ngày càng nhiều. Dương Diệp kích động suýt nữa cười to. Thánh địa và huyền giả nghịch loại đánh nhau, thực lực sẽ suy yếu dần dần, bên phía hắn sẽ tăng cường thực lực. Dương Diệp tin tưởng, cho hắn thêm một chút thời gian, đến lúc đó, huyền giả đại lục nhất định sẽ thay đổi cục diện yếu thế. Lúc thu thập thi thể cường giả bán thánh, Dương Diệp vẫn quan sát cẩn thận, hắn phát hiện huyền giả nghịch loại thật SJW mạnh hơn cường giả bán thánh của thánh địa rất nhiều, dưới tình huống cùng giai. Thánh địa cần phái hai gã bán thánh mới có thể chống lại một huyền giả nghịch loại, muốn đánh chết, ít nhất cần 5 tên cường giả bán thánh liên thủ mới có thể làm được. Rầm rầm. Trong cổ thánh thành, vô số cường giả bán thánh đại chiến, lực phá hoại có thể nghĩ, cổ thánh thành, trừ tường thành ra, kiến trúc phạm vi mấy ngàn trượng biến thành bột phấn. Đương nhiên, hai bên người chết càng ngày càng nhiều,
lúc này Dương Diệp đã thu thập gần 500 thi thể cường giả bán thánh, trong đó óp hơn 100 thi thể của huyền giả nghịch loại. Làm càn. Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài cổ thánh thành xuất hiện một tiếng giống giận dữ, đón lấy, Hà Chí Tôn cùng Mộc Chí Tôn xuất hiện trong thành, cùng lúc đó, bên cạnh hắn là vài cường giả vô danh thành, trong đó còn có nhân nhân mà Dương Diệp quen thuộc. Oanh! Hà Chí Tôn xuất trưởng đánh hai huyền giả nghịch loại hồn phi phách tán, nhìn thấy cảnh này, huyền giả nghịch loại còn lại lập tức dừng lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn Hà Chí Tôn. Nhìn thấy đám người Hà Chí Tôn, Dương Diệp rùng mình, hắn âm thầm mắng một tiếng, không thể nghi ngờ, chỉ sợ chuyện tốt lần này sẽ dừng ở đây. Có Hà Chí Tôn và Mộc Chí Tôn ở nơi này, cho dù thi thể ở trước mặt hắn, hắn cũng không dám ra tay. Sau khi đám người Hà Chí Tôn xuất hiện, hai bên tách ra, huyền giả nghịch loại và thánh địa giằng co với nhau. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến, đám người Hà Chí Tôn cũng không có ra tay với huyền giả nghịch loại. Hà Chí Tôn lạnh lùng nhìn đám huyền giả nghịch loại, cuối cùng ánh mắt nhìn sang các cường giả bán thánh của thánh địa, nói. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ phá trận pháp. Có cường giả bán thánh của thánh địa nói. Là đao quân từ thiên dạ ra tay. Sắc mặt đám người Hà Chí Tôn biến hóa, nếu như nói trong huyền giả nghịch loại có ai làm cho bọn họ kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi nhất, người đó không thể nghi ngờ ngay chính là thủ lĩnh của huyền giả nghịch loại, đao quân từ thiên dạ, đây chính là tồn tại có thể chống lại thánh chủ thánh đường. Cường giả bán thánh thánh địa lắc đầu, nói. Không phải đao quân, mà là huyền giả nghịch loại tóc bạc, hắn một kiếm phá vỡ đại trận. Huyền giả nghịch loại tóc bạc. Đám người Hà Chí Tôn cau mày, đang muốn nói cái gì đó, lúc này, đột nhiên có huyền giả thánh địa gào lên. Hát Hà Chí Tôn, Mộc Chí Tôn, giết huyền giả nghịch loại, dương uy danh của thánh địa chúng ta, giết huyền giả nghịch loại, giết huyền giả nghịch loại. Giết huyền giả nghịch loại. Giết. Tất cả huyền giả thánh địa gào lên, huyền giả nghịch loại hận bọn họ, đồng dạng, bọn họ si cũng hận huyền giả nghịch loại. Trong khoảng thời gian này, không biết có bao nhiêu người thân của bọn họ chết trong tay huyền giả nghịch loại, trong đó có chí thân của bọn họ làm sao không hận huyền giả nghịch loại. Sắc mặt Hà Chí Tôn và Mộc Chí Tôn khó nhìn, bọn họ không phải sợ những huyền giả nghịch loại kia, trong huyền giả nghịch loại ở đây không có chí cường giả, bọn họ muốn động thủ sẽ thắng, nhưng hắn không muốn động thủ. Bởi vì kết cục động thủ là lưỡng bại câu thương, hơn nữa, một khi giết huyền giả nghịch loại ở đây, nhất định sẽ đưa tới càng nhiều huyền giả nghịch loại. Hắn chính là Hà Chí Tôn làm nhục chúng ta. Lúc này, có người trong huyền giả nghịch loại bên chỉ vào Hà Chí Tôn, lập tức, ánh mắt vô số huyền giả nghịch loại nhìn lên người Hà Chí Tôn, trong mắt chỉ có sát ý lạnh như băng. Nếu như không phải kiêng kỵ thực lực đám người Hà Chí Tôn, bọn họ đã động thủ. Hà Chí Tôn cau mày, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì những huyền giả nghịch loại kia thù hận hắn như thế, tất cả đều hận không thể muốn uống máu ăn thịt của hắn. Huyền giả nghịch loại kiêng kỵ đám người Hà Chí Tôn, đám người Hà Chí Tôn cũng kiêng kỵ huyền giả nghịch loại, dùng thực lực của bọn họ bây giờ, tự nhiên có thể thủ thắng, nhưng nếu như giết huyền giả nghịch loại ở đây, không thể nghi ngờ sẽ đánh vỡ thăng bằng giữa thánh địa cùng huyền giả nghịch loại, khi đó sẽ phá hư đại sự của hai bên. Chúng ta rút lui trước. Có người trong huyền giả nghịch loại nói. Các huyền giả nghịch loại còn lại nhìn nhau, đều là gật đầu, lúc này, bọn họ tới quá ít, mới 1-2 ngàn. Hơn nữa trong đó không có bán thánh cao cấp, tất cả chỉ có bán thánh bình thường cùng bán thánh trung cấp. Tuy bọn họ cuồng và ngạo, nhưng bọn họ không ngốc, dùng chút người bọn họ liều mạng với thánh địa là việc ngu xuẩn. Thấy đám người huyền giả nghịch loại muốn lui, Hà Chí Tôn lập tức thở ra một hơi, hắn cũng không muốn động thủ với huyền giả nghịch loại tại nơi này, bởi vì không ai muốn lưỡng bại câu thương, đó là nguyên nhân bọn họ nấp trong cổ vực thành không ra ngoài. Hiện tại, huyền giả nghịch loại muốn rút đi, đó cũng là kết cục tốt nhất mà hắn muốn thấy. Thời điểm huyền giả nghịch loại muốn rút đi, nơi này lại có dị biến sinh ra, chỉ thấy trong thánh địa bắn ra một tia sáng đâm xuyên qua ngực một tên huyền giả nghịch loại, tên huyền giả nghịch loại kia không có việc gì, quần áo của hắn lại nổ tung. Tất cả mọi người sửng sốt. Tên huyền giả nghịch loại kia sững sờ, sau đó hắn giận dữ. Người thánh địa sẽ không thả chúng ta đi, giết. Giết một đủ vốn, giết hai có lời. Nói xong, huyền giả nghịch loại này trực tiếp lao ra. Đám huyền giả nghịch loại chung quanh cũng lao theo, hiển nhiên, bọn họ cũng biết thánh địa không muốn thả bọn họ đi, đã như thế cứ giết cho đủ vốn. Là ai?
Hà Chí Tôn giận dữ, nhưng hắn đã không có thời gian suy nghĩ vấn đề này, bởi vì vài tên huyền giả nghịch loại đã lao tới trước mặt hắn. Oanh! Đúng lúc này, ngoài cửa thành có nhiều huyền giả nghịch loại lao tới, trong đó còn có vài tên bán thánh cao cấp. Huyết tẩy cổ thánh thành. Không biết ai giống lên một câu như vậy. Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt của Hà Chí Tôn vặn vẹo, hắn giận dữ hét. Dương Diệp, ta chắc chắn sẽ bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Giọng nói lúc trước có thay đổi, nhưng đám người Hà Chí Tôn là nhân vật bậc nào? Làm sao không biết đó chính là Dương Diệp? Lúc bọn họ nhìn sang hướng phát ra giọng nói, nơi đó đã trống rỗng. Lúc bọn họ muốn tìm kiếm cẩn thận, huyền giả nghịch loại đã lao về phía bọn họ. Huyền giả nghịch loại không ngừng tiến vào từ cửa thành, mà cổ thánh thành có càng nhiều cường giả bán thánh từ khắp nơi tiến tới của thành cổ thánh thành. Một trận đại chiến kinh thiên khai hỏa tại cổ thánh thành. Mà lúc này, Dương Diệp đã không còn ở cửa thành cổ thánh thành, hắn đi vào huyền kỹ các của cổ thánh thành. Hắn muốn thu thập thi thể bán thánh tại của thành cổ thánh thành, nhưng Hà Chí Tôn đã phát hiện ra hắn, hắn tiếp tục lưu lại chỗ đó thu thi thể sẽ xong đời. Nhìn ba chữ huyền kỳ các, khóe miệng Dương Diệp nở nụ cười vui vẻ, nói. Đồ bên trong là của ta. Nói xong, Dương Diệp trực tiếp nghênh ngang đi vào huyền kỹ các. Trong huyền kỹ các có 10 bản tiên kỹ, hắn không có quên, đối với 10 bản tiên kỹ này, hắn đã sớm muốn chúng. Hiện tại cường giả bán thánh của cổ thánh thành cơ bản đều đi tới cửa thành cổ thánh thành, hắn sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy hay sao? Không dừng lại tại lầu 1, Dương Diệp đi thẳng tới lầu 3, hắn nhìn huyền kỹ đạo giai tại đây, Dương Diệp vung tay phải lên, vô số huyền kỹ đạo giai tiến vào Hồng Mông Tháp. Sau đó hắn đi tới tầng thứ 4. Nhìn tủ ngọc phát sáng, Dương Diệp sủi cười một tiếng, hắn đi tới trước tủ ngọc, trường kiếm trong tay đâm vào màn sáng. Ông! Màn sáng run lên kịch liệt, vô số vết rạn xuất hiện, sau đó màn sáng vỡ vụn. Dương Diệp cau mày, bởi vì trong tủ ngọc chỉ có 3 quyển trục. Chẳng lẽ bị người khác lấy đi? Dương Diệp trầm ngâm một hồi, hắn vung tay thu 3 quyển trục. Hắn đương nhiên không xem xét 3 quyển trục tiên kỹ tại nơi này, thân hình khẽ động, hắn đi tới cửa ra vào tại tầng 1, lúc hắn muốn ra ngoài, một giọng nói vang lên bên tai của hắn. Ngươi chính là Dương Diệp sao? Quả nhiên là kiếm đạo kỳ tài, chỉ một kiếm đã đánh tan màn sáng, ngươi còn mạnh hơn rất nhiều lão gia hỏa, khó trách thánh địa lại chịu thiệt trong tay ngươi. Dương Diệp dùng mình, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn một cái ghế trúc nằm trong góc khuất của lầu 1, nơi đó có một lão giả đang nhắm mắt đang ngồi, lão giả tóc xóa tung, quần áo tả tơi, gương mặt đầy râu ria, nhìn hắn rất lôi thôi. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cửa, nói. Không nghĩ tới trong huyền kỹ các lại có chí cường giả. Lúc hắn tiến vào không có phát hiện đối phương, khi đi ra ngoài vẫn không phát hiện, không cần phải nói, thực lực đối phương tuyệt đối không yếu hơn Hà Chí Tôn, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn, bởi vì đến bây giờ, hắn không cảm thấy nguy hiểm trên người đối phương. Cũng chính bởi vì như thế mới đáng sợ nhất. Cái gì chỉ cường giả, ta chỉ là lão già hóm hẹm sắp tới đại nạn. Ta vốn không muốn gọi người lại, ta vẫn không nhịn được. Huyền giả đại lục hiếm khi xuất hiện thiên tài, nếu người chết ở chỗ này thật sự quá đáng tiếc. Nhìn hành động của ngươi lúc trước, hiển nhiên người cảm thấy 3 quyển huyền kỹ còn chưa đủ, còn muốn đi huyền bảo các, công pháp các, đúng không? Lão giả nói. Dương Diệp cũng không giấu giếm, hắn gật đầu, hắn muốn cướp sạch thánh địa. Huyền kỹ các, huyền bảo các, công pháp các đều có một các chủ, nếu ngươi lúc trước đi tới nơi khác trước, ngươi không chết cũng mất một lớp da. Lão giả nói. Bọn họ rất mạnh sao? Dương Diệp nói. Lão giả nói. Thực lực ngươi tăng trưởng rất nhanh, không có lắng đọng, cũng không có cảm ngộ thiên địa, càng không có ngộ ra đạo thuộc về mình. Sở học của ngươi đều là của tiền nhân, dù như vậy cũng làm cho ngươi biến mạnh, có năng lực vượt cấp khiêu chiến. Nhưng so với một ít người, ngươi vẫn còn quá yếu. Ví dụ như so với ta, một chiêu bại ngươi, hai chiêu giết ngươi, ngươi có thể tin. Dương Diệp lắc đầu, nói. Không tin. Thử xem. Dương Diệp nói. Nếu tiền bối hai chiêu không thể giết ta, nên như thế nào? Lão giả vung tay phải lên, một quả trái cây xuất hiện trong tay hắn. Lúc trái cây xuất hiện, mùi hương thơm ngát bao phủ khắp nơi, Dương Diệp vừa ngửi đã có cảm giác thoải mái. Lão giả nói. Đây là tiên linh quả mà đám người bên ngoài giằng co, nếu như ta dùng hai chiêu không thể giết ngươi,
thứ này chính là của ngươi. Nếu như ngươi không tiếp được, ta cũng không giết ngươi, ta vừa vặn thiếu người rót trà, ta cảm thấy ngươi rất phù hợp. Quả này có thể giúp người ta trở thành bán thánh sao? Dương Diệp hỏi. Lão giả nói. Xem người. Dương Diệp gật đầu, nói. Ta hiểu, đến đây đi. Ngươi tự tin như thế. Lão giả nói. Ta hiếu kỳ. Dương Diệp nói. Hiếu kỳ ngươi có thể dùng hai chiêu làm ta cảm thấy tuyệt vọng hay không? Lúc này, lão giả chậm rãi mở hai mắt ra, hai mắt bình thản, không có thần thái sắc bén gì cả. Hắn nhìn Dương Diệp nửa ngày, sau đó gật đầu, hắn vươn tay phải ra nắm chặt hư không về phía Dương Diệp, trong chốc lát, không gian chung quanh thay đổi. Sắc mặt Dương Diệp thay đổi, hắn ngưng trọng chưa từng có, hắn nhìn lão giả cách đó không xa, nói. Vực chi lực. Trong lòng hắn sinh ra sóng to gió lớn, lần thứ nhất hắn nhìn thấy lực lượng vực trừ kiếm vực ra. Hiện tại Dương Diệp đã hiểu cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Rất nhanh, Dương Diệp phát hiện có chút không đúng, hắn không nói rõ không đúng ở điểm nào, dù sao hắn cảm thấy, vực chi lực, này không đúng. Chỉ chốc lát, Dương Diệp biết rõ không đúng ở đâu. Vực chi lực này không phải độc lập, mà là dung làm một thể với thiên địa, mượn nhờ xu thế thiên địa. Mà kiếm vực của hắn là độc lập ra ngoài, cũng không có mượn nhờ xu thế thiên địa. Xem ra ngươi cảm giác được. Lão giả đột nhiên nói. Đây quả thật không phải vực chi lực chân chính, mà là ta tự mình sáng chế, ta xưng nó là ngụy vực. Tuy không phải vực chi lực chân chánh, nhưng uy lực của nó không yếu. Trong này, thực lực của ta tăng lên gấp 5 lần, mà thực lực của ngươi giảm đi 5 lần, hơn nữa còn có thể bị áp chế. Khi lão giả dứt lời, trên người Dương Diệp sinh ra áp lực cường đại giống như 10 ngọn núi đè lên thân thể, làm cho ngũ tạng lục phủ của hắn sắp nát bấy. Một cổ kiếm ý tuôn ra khỏi cơ thể của Dương Diệp. Kiếm ý thiên giai nhị trọng. Không tệ, đáng tiếc, kiếm ý của ngươi còn chưa đột phá gông xiềng thiên đạo, mà vực của ta dung hợp với thế giới này, cho nên, kiếm ý của ngươi không phá được vực của ta. Lão giả nói. Quả nhiên, Dương Diệp cảm giác được, kiếm ý của hắn vừa xuất thể đã bị lực lượng này áp chế. Một chiêu này, xem như ngươi bại, ngươi cảm thấy thế nào? Lão giả nói. Các hạ quả thật làm cho ta ngoài ý muốn, tuy, nếu muốn ta nhận thua thì quá xem thường ta rồi. Nói xong, lực lượng thần bí áp chế Dương Diệp dần dần giảm bớt, cuối cùng, trong mắt Dương Diệp bắn ra hai đạo kiếm quang, vô số kiếm quang bắn ra khỏi người của hắn. Loảng xoảng, âm thanh thủy tinh bị nghiền nát vang lên. Kiếm vực, đây là kiếm vực sao? Lão giả nhìn Dương Diệp, trong mắt có một tia cuồng nhiệt. Dương Diệp gật đầu. Tuy hắn đã phá vực của lão giả, nhưng hắn vẫn bội phục lão giả này, bởi vì nếu như không phải hắn nắm giữ kiếm vực, hắn căn bản không có biện pháp phá vỡ vực của đối phương. Kiếm ý thiên giai nhị trọng có thể áp chế bán thánh, nhưng kiếm ý thiên giai của hắn tại không có năng lực phản kháng. Từ khi tĩnh ngộ kiếm ý đến nay, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống này. Giả, cuối cùng vẫn là giả. Vực, siêu việt thiên đạo, độc lập với thiên đạo, mà ta lại dung hợp với thiên đạo. Dung hợp cùng thiên địa, tuy uy lực cũng mạnh nhưng cũng có cực hạn. Lão giả lắc đầu, hắn hết hứng thú. Còn có một chiêu, người xác định người muốn tiếp chứ? Đương nhiên. Dương Diệp nói. Lão giả nói. Ta nhìn ra được, tuy người nắm giữ kiếm vực nhưng lại không có nắm giữ năng lực của nó. Nếu như ta công kích vượt qua năng lực thừa nhận của kiếm vực, người sẽ bị cắn trả. Tuổi thọ của ngươi chưa đủ 10 năm, tóc bạc trắng. Có lẽ do ngươi cưỡng ép thi triển kiếm vực tạo thành, đúng không? Dương Diệp gật đầu, nói. Đúng thế, ta vẫn tự tin tiếp được một chiêu của tiền bối. Lão giả gật đầu, nói. Đã như thế, tới đi. Nói xong, lão giả điểm một ngón tay về phía Dương Diệp. Vạch, Dương Diệp cảm giác mình bị lực lượng thần bí khóa tại, cổ lực lượng kia rất mạnh, còn mạnh hơn, vực vừa rồi quá nhiều, trong đầu hắn không thể sinh ra tâm tư phản kháng. Vẫn chưa xong, lúc lực lượng thần bí khóa hắn lại, hắn cảm giác mình hít thở không thông giống như bị người ta nắm trái tim. Trong lòng Dương Diệp hoảng hốt, đây là lực lượng gì? Vận dụng kiếm vực lần nữa. Hắn tuyệt đối không dám, bởi vì vận dụng kiếm vực lần nữa, cho dù hắn chống đỡ một chiêu này, hắn cũng chết ngay lập tức, bởi vì hắn không có nhiều tuổi thọ như vậy để thi triển kiếm vực. Không cần kiếm vực,
hắn làm sao phá được chiêu này? Chỉ này tên là tỏa ngục chỉ, dùng thiên địa làm lồng giam, dùng tinh thần ý niệm làm gông xiềng, chính là ta sáng chế năm đó. Ta từng dùng chiêu này vượt cấp chém giết bán thánh cao cấp, đó là cấp bậc tương đương Hà Chí Tôn, mà khi đó, ta chỉ vừa vào bán thánh. Hiện tại, ta chỉ cần tâm niệm vừa động, người sẽ phấn thân toái cốt, đương nhiên, người cũng có thể vận dụng kiếm vực. Lão giả nói. Đúng lúc này, một cổ kiếm ý tuôn ra khỏi cơ thể Dương Diệp. Lão giả khẽ lắc đầu, hắn đang muốn nói cái gì, đột nhiên, hắn giật. Mình khiếp sợ và triệt hồi lực lượng của chính mình, mà lúc này, tóc của hắn từ màu đen biến sang màu trắng, không chỉ có như thế, nếp nhăn trên mặt hắn nhiều hơn trước rất nhiều, lão giả cảm giác mình đã già đi trăm tuổi. Đây là kiếm ý gì? Ánh mắt lão giả đầy khiếp sợ. Tiêu vong kiếm ý. Dương Diệp đi đến trước mặt lão giả, hắn vươn tay ra, nói. Người thua. Đây là pháp tắc. Lão giả nói. Dương Diệp gật đầu. Lão giả nhìn Dương Diệp suốt nửa ngày, sau đó hắn cười khổ lắc đầu, nói. Không nghĩ tới người vậy mà lĩnh ngộ pháp tắc, hơn nữa còn là pháp tắc cường đại như thế, lần này là ta sai lầm, vốn tuổi thọ không nhiều lắm, bị ngươi công kích như vậy nên không còn lại bao nhiêu ngày, đây là mệnh. Nói xong, hắn cầm tiên linh quả trong tay giao cho Dương Diệp, nói. Đi thôi, tốt nhất đừng có ở lại cổ thánh thành, nơi này không có nhiều người có thể giết ngươi nhưng cũng không ít. Nói xong, lão giả lại nằm xuống ghế lần nữa. Tiền bối chính là người huyền giả đại lục. Dương Diệp hỏi. Đúng vậy. Lão giả nói. Ta biết rõ ngươi nghi hoặc cái gì, sở dĩ thả ngươi đi, cũng bởi vì ngươi là người huyền giả đại lục tới đây. Hơn nữa còn thủ hộ huyền giả đại lục. Ta không thể ra mặt tương trợ huyền giả đại lục, có thể làm cũng chỉ có bao nhiêu như thế, còn lại, người tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong, lão giả nhắm mắt lại. Dương Diệp hơi thi lễ với lão giả, quay người rời khỏi huyền kỹ các. Huyền giả đại lục. Dương Diệp đi rồi, lão giả mở mắt ra, trong mắt hắn lóe sáng như nhớ lại chuyện cũ. Sau khi rời khỏi huyền kỹ các, Dương Diệp lập tức tàng hình. Đi tới cửa thành cổ thánh thành, lúc này cửa thành cổ thánh thành đã bị thi thể bao phủ, máu chảy thành sông, vô số tay chân cụt rơi khắp mặt đất, kiến trúc chung quanh đều hóa thành bột mịn. Người hai bên không còn đại chiến, song phương đang giằng co với nhau. Huyền giả nghịch loại đã chết một ít người, nhưng vẫn có không ít huyền giả nghịch loại tiến vào cổ thánh thành, bởi vậy, huyền giả nghịch loại lúc này đã có tới 4.000 người, mà thánh địa có gần vạn người. Hơn nữa còn có cường giả bán thánh từ bốn phương tám hướng chạy tới. Trong góc tối, Dương Diệp chau mày, tại sao những người này dừng lại? Tại sao không đánh? Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong hư không xa xôi, hắn cảm giác được hai đạo khí tức cường hãn, hai đạo khí tức này còn mạnh hơn Mạc lão cùng Lục đạo. Đang đàm phán, tâm thần Dương Diệp trầm xuống, huyền giả nghịch loại và thánh địa có thù hận sâu đậm nhưng bọn họ lại có chung mục tiêu. Đó chính là đánh vỡ thiên đường, giết ra thiên ngoại thiên. Dưới loại tình huống này, song phương tuyệt đối có khả năng hợp tác. Một khi song phương hợp tác, đối với huyền giả đại lục mà nói chính là tai nạn hủy diệt. Tất cả mọi người, rời khỏi cổ thánh thành. Đúng lúc này, một giọng nói từ hư không truyền xuống. Nghe vậy, tâm thần Dương Diệp chìm xuống đáy cốc, không cần phải nói, hai người kia đã thương nghị xong. Những huyền giả nghịch loại kia không cam lòng nhưng lại không dám cãi lời người ra lệnh, tất cả lập bộ rời khỏi cổ thánh thành. Đúng lúc này, một giọng nói khác lại nói. Chu Dương Diệp, đoạt lại trấn giới thạch, không được để người khác chê cười thánh địa. Hà Chí Tôn và Mộc Chí Tôn dùng mình, bọn họ vội vàng gật đầu. Đám người huyền giả nghịch loại đi rồi, cường giả thánh địa cũng rút đi, Hà Chí Tôn và Mộc Chí Tôn dẫn hơn 100 cường giả bán thánh bắt đầu tìm kiếm Dương Diệp trong thánh địa. Không có người chú ý một việc, đó chính là thi thể cường giả bán thánh ở cửa ra vào cổ thánh thành đã giảm đi một nửa. Sau khi Dương Diệp ra khỏi cổ thánh thành, hắn một đường chạy như điên, lúc này đã tới một ngọn núi lớn cách cổ thánh thành mấy ngàn dặm. Trên một tảng đá lớn, Dương Diệp ngồi xếp bằng ở đấy, trên mặt hắn mang theo thần thái hưng phấn cùng kích động. Bởi vì hắn thu được gần 1.000 thi thể cường giả bán thánh. 1.000 thi thể bán thánh. Tương đương với 1.000 khôi lỗi bán thánh AH. Hắn có thể không hưng phấn, có thể không kích động hay sao? Nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, bởi vì hắn nghĩ đến một việc,
đó chính là huyền giả nghịch loại và thánh địa có khả năng đạt thành hiệp nghị gì đó, bằng không hai bên sẽ không dừng tay. Nếu thật là như vậy, việc này cũng có ý nghĩa huyền giả đại lục gặp nguy hiểm, hơn nữa còn là nguy hiểm to lớn. 1000 khôi lỗi bán thánh, đối với huyền giả nghịch loại và thánh địa mà nói là không đủ nhìn, trừ phi đó là 1000 khôi lỗi chiến lực bán thánh trung cấp siêu phàm. Nghĩ vậy, trong mắt Dương Diệp bộc phát tia sáng, nếu như là người khác, tự nhiên không có khả năng làm cho 1000 khôi lỗi tấn thăng đến bán thánh trung cấp, nhưng hắn có thể, bởi vì hắn có hồng mông tử khí. Dương Diệp gọi kiếm linh ra, nói. Ta giao những thi thể bán thánh này cho ngươi, ta muốn tăng thực lực lên trước. Nói xong, hắn xuất tiên linh quả ra, nói. Hy vọng hiệu quả đừng quá kém. Kiếm linh lật tay, tiên linh quả rơi vào trong tay nàng, sau khi nhìn tiên linh quả nửa ngày, nàng lại đưa cho Dương Diệp, nói. Quả này không có vấn đề gì, nhưng ngươi muốn dựa vào nó tấn thăng đến bán thánh là việc không thể nào. Cường giả bán thánh cần dựa vào ngộ tính cùng kỳ ngộ bản thân, dựa vào ngoại vật cưỡng ép tăng lên rất khó, có thể nói là không được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 63.